Thưa quý vị, hôm nay chúng ta hy vọng là dứt điểm được cái phần phẩm tối thắng để ngày mai á thì mình học qua cái chương khác, chứ còn ba cái chương kể chuyện này chúng tôi cũng ớn, quá ớn đi, bởi vì nó nhiều lý do. Thứ nhất là bà con tự xem ở trong chú giải pháp cứu được, đó là một cái nguồn mà dễ tìm nhất. Còn không nữa nó thì nó còn nhiều cái nguồn nữa, cứ vào Google đánh tiếng Việt và tiếng Anh nó là ra hết rồi. Cái ngồi kể chuyện không mệt quá. Thứ hai nữa nó là chúng tôi cũng nôn nóng là khi mà giảng sâu vô trong đó, mình sẽ làm một cái việc, đó là mình sẽ gom những cái bài kinh, những chương, những phẩm trùng á mà xét bên chú giải mà cũng gọn, thì mình gom chung thành một suy nghĩ mà chúng ta nói chú giải gọn là sao. Rồi có nhiều cái câu chữ thấy giống nhau nhưng mà ở cái kinh này á, thì chú giải là giải thích nghĩa này, ở kinh kia chú giải là giải thích nghĩa khác. Cho nên trừ những trường hợp mà đặc biệt như vậy thôi, chứ còn đa phần hễ trùng ấy là nó có một kiểu chú giải thôi. Cho nên là cũng mong là cho nó kết thúc xong cái tăng chi. Kết thúc xong cái thằng chi, mặc dù lâu à, cái này chắc kỳ này ít nhất cũng phải là mấy năm, ít nhất phải 2 năm. Bây giờ mình học cái phần cuối cùng của cái phẩm người tối thắng đó, tức là mình học về cái chuyện nàng Suchata. Chuyện nàng Suchata chuyện trong kinh kể rằng từ rất lâu, cái khoảng là ít nhất là cũng phải hơn 20 năm, ít nhất cũng hơn 20 năm trước khi mà Bồ Tát thành đạo ấy, thì chúng ta biết rằng ai đi Ấn Độ thì biết cái làng của nàng Suchata thì rất là gần với cái bộ Địa Đạo Tràng nha. Thì khoảng trước khi mà ngài thành đạo khoảng 20 năm ấy, 20 20 hơn hả, thì ở gần bộ Địa Đạo Tràng có một người con gái đi lấy chồng, con nhà giàu có, và nàng có khấn đó là nếu nếu mà khấn dưới gốc Bồ Đề mà Bồ Tát sẽ được thành đạo á. Khấn dưới gốc, tại vì cái gốc đó là bằng tuổi với Bồ Tát Tất Đạt, cũng có nghĩa là bằng tuổi với Thế Tôn. Cái ngày mà ngày chào đời đó thì cũng là cái ngày mà coi như là cái cây Bồ Đề đó bắt đầu nảy mầm. Đúng là trong đây có ghi nè, đúng rồi, trong đây có ghi nè, gọi là nàng sanh ra làm con của ông thôn trưởng Sĩ Giá ở cái làng gọi là Senani Gamet ở Uruvela. Đúng rồi, đúng, đây phải ghi câu đó luôn. Sapthunipattito rồi cái gì nữa, Bù rê chết rồi, sao mà biết cái đã xong rồi. Sapthu-nipat-tito-bù-re-ta-ra-mi-va. Tức là từ trước khi mà Thế Tôn xuất hiện, đúng rồi đó, tức là từ trước khi từ Buratarami đó, từ trước khi ngay trước khi Thế Tôn xuất hiện, thì ở cái làng nó có một người con gái, người gái đi lấy chồng, rồi nàng có khấn là trong đây thì chỉ ghi đó là Ekasmin Niro Thamule, tức là dưới một gốc cây 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 da cây da đó, cây da, nhưng mà chúng tôi đọc đó là cây bồ đề đó, cây bồ đề của Bồ Tát á.
thì nàng có khấn là nếu mai này mà nàng 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 lấy được chồng mà đàng hoàng, mà có được sanh con quý tử, thì xin được đến đây để mà trả lễ. Khấn như vậy thôi, chứ còn cũng biết đâu mà lành. Thì theo tín ngưỡng dân gian thời đó như vậy, mà mình cũng vậy, mình Việt Nam cũng có cái tục lệ cầu tử đó. Thì quả thật về sau thì nàng lấy được một cái tấm chồng rất là ok, rất là lấy được một tấm chồng rất là ok, và sanh ra được một người con là Giác Sát. Sanh ra một người con trai là Giác Sát, mà nàng giàu lắm, cho nên nó Giác Sát đó. Giác Sát vị này hả, cũng có ba cái lâu đài hưởng lạc, hưởng lạc hả, hưởng lạc như là Bồ Tát Tất Đạt. Dĩ nhiên là về cái tầm vóc vi mô và cái chất lượng thì chắc không bằng rồi nha, nhưng mà có ba lâu đài hưởng lạc theo mùa: mùa nắng, mùa mưa và mùa lạnh. Cái con công tử này đó, con của số cha ta đó. Thì khi mà con, thì bữa đó nàng bỗng nhiên nàng nhớ ra, trong kinh ghi rõ nha, cái này là một trong 30 cái tục lệ của chư Phật. Nhớ nha, cái này là một trong 30 tục lệ chư Phật, là trước khi thành Phật á thì phải có người cúng dường một bữa ăn thật là đàng hoàng, thật là đàng hoàng, và bữa ăn ấy là luôn luôn được sửa soạn, được chuẩn bị với cái sự hỗ trợ hết mình của chư thiên phạm thiên. Nhớ nha, được sự hỗ trợ hết mình. Và cái bữa ăn này nè là chỉ có một cái nhân vật lớn như là Bồ Tát sắp thành Phật thì mới ăn nổi thôi, chứ còn trong kinh ghi nên là những cái món gọi là amatarasa, tức là gì ta, amatarasa tức là thức ăn cõi cõi tiên ấy, ha, thức ăn cõi tiên ấy, thì người 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 thường ăn không có được, ăn nó có tiêu hóa. Amatarasa mà nó phải đủ bổ dưỡng để cho các ngài sau khi mà thành đạo, các ngài có thể gọi là nhịn suốt 7 tuần. Nhớ nha, đây là những chi tiết phải kết hợp ở nhiều nơi, chứ còn ở một chỗ chú giải này thì không có nha. Thì nàng biết gì hết, đương sự tức là cái người mà cúng nấu nướng rồi đem tới cúng thì họ không biết gì hết, nhưng mà có cái sự can thiệp của chư thiên. Các thiệp chư họ bỏ thức ăn vào và họ đứng, họ quạt lửa rồi họ che bụi che khói đủ hết. Nói chung là một bữa ăn là nó là coi như là đệ nhất thực đơn trên trong, trong tam giới đó. Chư thiên phạm thiên tứ thiên vương họ phải đứng, họ chầu hầu cái mâm, cái nồi, cái bếp bữa đó, đó là như vậy. Một cái bữa ăn nó rất là đặc biệt. Thì nói chuyện này nó hơi phong thần, thì bà tôi kể nhiều quá là bà con chán đấy, bà con nó sẽ có đạo mà nó phong thần quá, cho nên tôi cũng hơi quải, tôi muốn nói về giáo lý hơn. Thì nàng nàng bữa đó tự nhiên nàng thấy đúng là lấy chồng ok rồi, sanh ra người con cũng ok, thông minh đỉnh ngộ, tuấn tú khôi vĩ, rồi bỗng nhiên cái nàng mới chợt nhớ lại cái lời khấn năm năm nào, mà tại sao nàng chợt nhớ là chính vì cái phước phận của Bồ Tát khiến như vậy, biết đó là tục lệ chư Phật mà. Cái phước phận của Bồ Tát khiến cái nàng chợt nhớ ra, nàng mới kêu cái cô tớ gái trong nhà nó đi tới cái gốc cây năm xưa để mà sửa soạn dọn lễ quét tước để trang hoàng, để mà cúng cúng để mà nàng qua nàng trả lễ. Mà điều này đặc biệt, cái này mới đặc biệt thiệt. Lẽ ra trả lễ là sao, là ta bưng mâm cây trái hương đăng là được rồi, chứ đâu có ai mà trả lễ mà đi nấu một cái mâm cơm thiệt là ngon lành không. Cái đó chuyện này cũng hơi lạ đó, cái phước của Bồ Tát khiến như vậy. Thì cái người tớ người cái cô tớ gái của qua cũng đi tới, cũng quét dọn cái gốc cây, thấy Bồ Tát ngồi đó coi như mặt mày sáng rỡ đẹp lắm.
thì cổ mới về, cổ mới nói với nàng Sujata, nó tội ông thần ông chưa cúng, ông ra ông ngồi ông cây ông chờ đẹp tuyệt vời. Thì nàng nghe nàng mừng lắm, nàng mới sắm sửa một cái mâm cơm thật là tuyệt vời, mình cơm cơm sữa trong trong chú giải tường bộ kể coi như là chi tiết cái bữa ăn đó, rất là chi tiết cái mâm ăn đó, là nàng nấu bằng bao nhiêu cái thứ sữa, bằng hạt loại gạo một, sữa loại sữa một, tất cả cái gia vị trong đó hương liệu là đều thứ 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 một không thượng đẳng không. Thì xong rồi nàng mới đem qua nàng cúng cho Bồ Tát, thì Bồ Tát thì dùng xong xuôi, thì Bồ Tát chưa dùng đó, thì Bồ Tát lúc mà đưa cho Bồ Tát đó, thì ngài không có bát, ngài mới nhìn nàng, ngài không có nói, đó là cái phong cách đại nhân ấy, nàng cứ nhìn thôi. Thì nàng hiểu ý, nàng nói cái mâm này con không có lấy về, mâm bằng vàng nha, con không lấy về, con cúng cho thần luôn. Thì ngài mới lấy cái bát đó, ngài mới vắt vắt thành bốn, mình chỉ lấy cái mâm đó, mâm bằng vàng, ngài vắt thành bốn chín vắt, ngài dùng xong rồi ngài mới đi xuống, ngài mới xong rồi ngài tắm rửa xong rồi ngài mới thả cái mâm vàng. Lúc cầm cái mâm đó ngài mới suy nghĩ, nếu mà lúc đó nước sông nó cuốn bằng phăng chứ không phải nước cạn như bây giờ bên Ấn Độ đâu, 2.000 mấy trăm năm trước thì cái thổ dưỡng địa lý nghĩ gì nó khác rồi, cái mộ của Nguyễn Bính Khiêm mà chỉ có 500 năm là đại khác, không biết quý vị có biết chuyện đó không. Là tương truyền đó là cụ Nguyễn Bính Khiêm đó, là mất xong rồi trước khi mất lựa đất cho con cháu chôn, nhưng mà trong gia phả có ghi đó là vào ngày đó tháng đó, đó đi ra mã của ông, ra mộ của ông, nghe ai mà chửi ông đó, thì mời người đó về nhờ người đó cải táng giùm. Thì suốt mấy trăm năm như vậy đó, thì mấy con cháu đời đời nó cứ ghi nhớ cái ngày đó, thì cái bữa đó đúng ngay cái ngày mà ông dặn đó, thì đứa cháu ông nó ra ngoài mộ, nó giấu mình, nó ẩn thân. Thì có cái ông thầy Tào đi ngang, ông đứng ông nhìn vô cái mộ của Nguyễn Bính Khiêm ấy, rồi ông mới cười khẩy, ông nói người ta nói ông này là thánh nhân của nước Nam, biết chuyện 500 năm trước và 500 năm sau, mà trong khi hết chỗ lựa đất mà ông lựa ngay cái chỗ này để mà ông tán tán tức là chôn á, ông này vậy là chưa có phải là thánh nhân đâu. Ông này chắc cũng là thầy, thầy tào lao. À, cũng tào lao, thầy này kiểu thầy bói, thầy địa lý đủ để ăn dỗ nó dốc trong làng vậy thôi. Thì đứa cháu của ổng nó núp trong bụi, nó nghe như vậy nó mới bò ra, nó quỳ nó lạy ông, nó dạ đúng rồi, cụ tổ của con có dặn ngày này tháng này là sẽ có người đến trước mộ mà chửi ông, rồi ráng làm sao mà rước cái người đó về nhờ ông cải táng giùm. Bởi vì bây giờ ngày xưa lúc cụ tổ mà an táng đó thì ok, nhưng mà bây giờ nó không ok nữa, mà tụi cháu thì không biết cái chuyện gì không ok. Thì ông thầy Tào á, ông mới nói rằng đó là có nguyên một cái dòng nước lớn nó sôi vào trong cái mộ đó, thì thật sự mà ta tưởng là ông cụ tổ không biết cái chuyện của mấy trăm năm sau, nhưng mà bây giờ thì hồi hồi mà ông chôn á, hồi mà ông để cho các ngươi trong nhà mà chôn thì chưa có cái dòng nước đó, nhưng mà sau bao nhiêu năm tháng á, thì giật đổi sau giờ thì mới xuất hiện cái dòng nước nó xoáy vô trong cái huyệt mộ đó, nó không có tốt cho con cháu theo phong thủy như vậy. Thế là con cháu nó mời về nhà rượu thịt ê hề, nhờ ông mới kiếm một cái chỗ khác để mà ông cải táng lại giùm. Lúc đó ông tốt có tác thiên, ông mới quỳ ông sụp lại, ông nói đây đúng là thánh nhân của nước Nam. Cái chuyện này có hay không thì kệ nó, mặt sát nha, nhưng mà tôi muốn kể cho bà con nghe một chuyện, đó là vật đổi sau giờ dâu biển ha. Thì đất đá thì cũng thay đổi hết, tất đại thay đổi hết, thì cái ngày xưa bây giờ cái dòng nước của sông Hằng xưa nó khác, bây giờ nó khác. Thì nàng 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 cúng dường cho Bồ Tát, Bồ Tát là sao các vị còn nghe không, Bồ Tát dùng xong, Bồ Tát thả mâm vàng, Bồ Tát nói rằng nếu mà ta sẽ thành Phật ấy, thì xin cho cái mâm này nó trôi ngược dòng, ai cũng biết rồi, mâm nó trôi ngược dòng, và ngài tin chắc là ngài sẽ thành, rồi ngày mới trở lên, và chuyện về sau thì các vị biết rồi, đêm đó ngày thắng Ma Vương và cuối cùng ngày thành Phật. Ngày thành Phật có mấy hôm thôi quý vị, chỉ có mấy hôm thôi, là đi chuyển pháp luân, chuyển pháp luân, vận chuyển pháp luân là thuyết thời pháp đầu tiên ở vườn Nai. Thì lúc đó ngài mới xét thấy rằng thanh niên Giá Xá là con đứa con trai ruột của nàng Su Cha Ta, cái cô cúng cơm cho mình á, bây giờ đã đủ duyên chứng là hán rồi. Mà cái ông này, ông Giá Xá này là đủ duyên là sao, tức là cách đây nhiều kiếp ổng từng làm người cầm đầu một cái nhóm thanh niên mà đi thu lượm, đi tập kết mấy cái xác chết mà vô thừa nhận ấy,
À, chết bờ chết bụi hoặc là nhà nghèo neo đơn cô độc quan quả chết không ai lo rồi đó, là mấy cái xác đó về kiếm cái chỗ chôn được thì chôn mà thiêu được thì thiêu, vì kiểu công tác xã hội từ thiện vậy đó. Thì đó là cái chuyện kiếp xưa đó. Thì cái bữa đó nguyên đám anh em đâu 50 mạng dắt nhau đi, cũng đi kia lượm mấy cái xác đem về thiêu chôn, được bữa đó họ lượm được cái xác bà chữa. Một cái bà chữa, cái trong rừng biết bà chữa không ta? Bà chữa tức là một thai phụ á, bụng to rồi chết, chúng chết bờ chết bụi. Thì mới đem 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 bị chờ cho một chút. Mà họ thấy cái xác thì đem mà thiêu, mà trong lúc mà đem lên giàn hòa đó, đem cái đống củi mà thiêu thì chọt qua chọt lên sao biết cái bụng nó bể ra đi. À, nó bể ra, nó nứt ra rồi nó mới lòi cái hài nhi ra, đứa bé trong bụng á. Thì cả đám coi như là hết hồn. Thì dĩ nhiên thì bà chữa thì ai cũng biết rồi, nhưng mà biết là để biết vậy thôi, chứ còn tận mắt thấy một cái xác đàn bà mà coi như tóc tai rũ rượi xanh lè xanh lét, rồi bây giờ bể bụng rồi lòi ra một đứa nhỏ vậy đó, rồi thấy cái cảnh nó ớn quá đi. Thì mấy cậu này mới nhìn nhau, mấy cậu nói thật thiệt chứ mang thân người thì khổ quá, khổ thiệt, cứ nếu mà đời sống nó chỉ vậy không thì sống chi nữa trời. Thì quý vị tưởng tượng cái cảnh mà chắc chắn là cái chỗ tiêu này không phải là khu dân cư mà nó phải là một cái khu hoang vắng, rồi gió chiều thu hiu hắt bên rừng hả, rồi lửa cháy liu hiu, rồi một người đàn bà đó, tóc xõa ra rồi bụng chân ướt chân bang, như là nó lòi con nít, rồi nguyên đám thanh niên kiểu mà chắc chắn là chưa vợ rồi. Thì lần đầu tiên mà thấy cái cảnh thì nó ngán quá đi. Thì cái hình ảnh đó nó sốc họ, nó gây sốc. Và phải nói thêm họ cũng đã, cái nhóm này nè là cũng đã nhiều lần trong quá khứ chứ không phải là lần đầu tiên mà họ có cái lòng mà sợ luân hồi, đã nhiều lần. Và họ cũng đã từng gieo trồng cái hạt giống bồ đề, duyên lành giác ngộ với nhiều cái đời Phật, phải nói như vậy nha. Cho nên hôm nay mà coi như là gặp cái cảnh vậy đó, họ sốc dữ lắm. Rồi ba là tôi nhắc lại lần nữa, nghe pháp cho nó ớn, học đạo cho nó ớn ha, rồi cộng với cái 35 mật bố thí trì giới này nữa, thì trước sau sớm muộn gì đủ duyên là mình cũng chứng như ông Giả Xà vậy nha. Thì anh em làm phước từ thiện xong rồi chết rồi cũng mỗi người đi một phương, thì kiếp cuối cùng thì khi mà Đức Phật mình ra đời thành đạo độ sinh chuyển pháp luân, thì cái đám mấy chục anh em ngày xưa đó bây giờ sanh lại ở chung với nhau trong một làng. À, rồi cái cậu công tử Đức Giá Xá này xưa là xếp xong một cái nhóm từ thiện thì bây giờ cũng là tiếp tục làm xếp nữa. À, thì cái đêm đó cũng là thì nhà giàu cứ quẩn quẩn là tiệc thôi, cứ quẩn quẩn là tiệc, tiệc sinh nhật, người này sinh nhật người kia thôi nôi đầy tháng cái gì bất cứ hả, cứ quẩn quẩn là làm tiệc. Thì bữa đó tiệc tùng xong xuôi rồi đó thì tan hàng ai về nhà nấy, thì riêng ngày Giá Xá đêm đó, công tử Giá Xá đêm đó thì ở lại nhà mình. Thì nửa đêm á, chàng thức dậy sẽ chàng bước qua cái phòng mà tiệc tùng hồi tối đó, thì nhìn thấy mấy cô nàng hồi hôm cô như phấn son rồi mỹ phẩm hương liệu thơm ngát lộng lẫy bao nhiêu, bây giờ về khuya thì đồ ăn uống rồi thôi bày biện ra đó, rồi các nàng thì kẻ thì nằm nghiêng nằm ngửa nằm sấp nằm ấp rồi nghiến răng rồi trợn mắt rồi chảy nước dãi rồi tùm lum, người nhìn cái cảnh sao nó giống tự nhiên cái di hạt giống bồ đề ngày xưa đó, nó sống dậy, nó đúng cái thời nó lớn mạnh rồi. Thì khiến cho công tử Giá Xá nhìn cái cảnh đó thì cậu mới nghĩ đây là cái bãi tha ma, cái chỗ mà người ta luyện xác đó. Giống quá giống đi, thì chàng không còn cái hơi sức đâu mà ở nhà nữa, chàng mới là bỏ hết. Giữa đêm chỉ kịp mang cái đôi dép mà người ta lấy vàng mà cán chỉ đó để người ta tết, người ta kết là đôi giày cho công tử mang đó. Thì tôi kể kỹ như vậy là nó có lý do, đôi giày mà người ta lấy vàng cán chỉ cán sợi là để người ta đan, đôi dép đó là cả cái làng nó chỉ còn đâu đó thôi.
rồi chàng đi mà chàng cứ nói trời ơi sao mà thế giới này nó bẩn chặt, cái cuộc đời này sao nó bẩn chặt quá, còn cái chỗ nào để mình đi nữa không trời. Thì ngày đi vậy thì ngày nghe có tiếng gọi nó giá xa tới đây, ở đây không có bẩn chặt. Thì ngày nghe như vậy có người kêu đúng cái tên tộc của mình mà lại nói đúng cái tâm sự của mình, mừng quá, cứ như kẻ mòn xăm xăm đi thẳng về cái phía tiếng gọi. Và vì cái lòng tôn kính bậc đạo sư thì chàng mới tháo dép bỏ ra ngoài, tháo dép rồi đi chân không cho Đức Phật, và Đức Phật ngày thuyết cho chàng nghe một thời pháp thì chàng đắc đắc thánh, đắc thánh, đắc tu đầu quật. Thì sáng hôm sau đó thì cả nhà bổ nhau đi tìm, thì họ đi tìm mà mới thấy cái đôi dép, họ thấy cái đôi dép là họ biết là chàng quẩn quanh đây chẳng đi đâu hết trơn, bị cái đôi dép này trong làng không có giống ai hết. Chứ nếu mà chàng mà mang dép lào á thì có lẽ gia đình cũng chưa có xác định lắm, vì trong cái làng nó biết bao nhiêu người mang dép lào. Nhưng mà đặc biệt đôi dép mà loại này đó, biết trong không biết dép lào không ta, dép lào dép nhật. Cái khổ nó khổ quá, khổ này nó diện nguyên một đám ở ngoài hành tinh. Thì đại khái đó là họ thấy đôi dép rồi họ biết là nhà mình là chứ không có ai đây hết trơn ấy, cho nên họ mới vào gặp Phật. Từ lúc Đức Phật người mới chú nguyện là xin cho họ tạm thời không thấy nhau nha, tạm thời không thấy nhau. Bây giờ họ thấy nhau đó thì cái cảm xúc mà phiền não đó, một là giận, giận mà tại sao đi không báo, hoặc là cảm xúc mừng thương là gặp lại cái người mà mình tưởng đã mất tích, đã gặp nạn. Thì nói chung là đó là những cái thứ tâm cảm, những thứ cảm xúc không nên có trong lúc này. Bởi vì ngài biết tất thảy nguyên một cái đám người này là bây giờ là họ chỉ còn có 3 giây nữa họ đắc thánh rồi, không nên để cái tâm lý xáo trộn nha. Cho nên ngài mới chú nguyện là họ đừng có thấy nhau, có nghĩa là ngài giả xa lúc đó nó là ngồi với Đức Phật ấy. Rồi tức là ngài thuyết xong một tờ pháp thì bản thân ngài giả xa chứng là và mẹ của ngài tức là bà nàng Suchata và vợ của nàng cũng là chứng 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 tu đồ quần hết. Thì tất cả là thánh nhân một nhà rồi, thì lúc đó ngài mới gọi là thu hồi thần lực để cho thấy nhau. Lúc mà thấy nhau là xong rồi, thì lúc đó là mẹ và vợ đó của ngài giả xá nhìn ngài, nên là với cái nhìn, cái cảm xúc của một người cư sĩ mà nhìn tăng bảo chứ không có còn thân thiết gì nữa hết, mà biết đây là thứ dữ. Tại vì một con người gì đâu mà mới hồi tối tới bây giờ mà đã y áo ngon lành mà ngồi thẳng đang vậy là chắc chắn là thánh, nó không thể là phàm được nha. Cho nên họ nhìn ngài với nhìn tăng bảo vậy thôi chứ không còn là người thân nữa. Đấy. Và về chuyện người nàng chỉ đại khái như vậy thôi, có nàng có hai cái công, có hai cái đặc biệt. Một là nhìn nàng đã có cái công trạng với đạo là cúng dường cái bữa ăn cuối cùng cho Bồ Tát trước khi thành Phật. Nhờ cái bữa ăn mà của nàng đó, muốn nướng đàng hoàng, xài toàn thực phẩm sạch, nguyên liệu sạch, không độc hại, không phân phướng thuốc trừ sâu, hỗ trợ ngày có sức khỏe coi như là 49 ngày ok. Chứ còn ăn Việt Nam đồ ăn tàu là cái vụ này không có đó. Tôi quý vị tưởng tôi nói đùa nhưng mà tôi nói thiệt nha, cái thức ăn mà phải cỡ cái tầm nào, chứ còn cái tầm mà của mình đó là chết. Ba cái thứ mà bột ngọt rồi đường hóa học rồi muối diêm rồi bắp thì luộc bằng pin rồi nó, mấy cái đó là cúng dường cho mấy bậc đại nhân, người ta ăn vô là người ta mệt, người ta cái đặt cái gì mà đắt nha. Đừng ham ăn ngon, đừng ham ăn thơm với ngon màu đẹp, mà chỉ cần ăn an toàn nha. Đồ ăn nhiều khi nó ngon mà nó không lành, nhiều khi nó lành mà nó ngon. Thì đó, về sau trong một cái dịp mà đặc biệt trước mặt đại chúng thì Đức Phật xác nhận rằng là trong các tín nữ của ta đó thì Suchata là người đầu tiên thọ quy giới và thọ tam quy và ngũ giới đó, là thời đó là nàng đó. Rồi xong đó là câu chuyện về nàng xuống Suchata. Bây giờ tiếp theo là quên đó, là chư Phật và vị nào cũng phải có một 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 người như vậy nha, chứ đừng có coi thường Suchata nha. Cái nhân vật này quan trọng lắm, có công là tu dự án, là có công cách mạng đó. Có công cách mạng cái kiểu như là như cái bà gì mà ở miền Bắc mà hỗ trợ ngàn lượng vàng cho Hồ Chủ tịch chứ. Có công lớn lắm á. Vị Phật nào cũng phải có một người cúng bữa cơm như thế này hết á, nha. Rồi và nàng cũng chính là cư sĩ đầu tiên cây đa tân trào của phong trào kháng chiến đó. Rồi tiếp theo là chuyện nàng Quý Sa Kha. Quý Sa Kha là ngày xưa đó thì nàng cũng là
cũng phải là 100.000 đại kiếp nha, những cái vị trí mà đặc biệt là đều là 100.000 đại kiếp hết. Vị trí gì? Vị trí gọi là đa di ca, có nghĩa là thí chủ, nhớ nha, thí chủ. 100.000 đại kiếp thì trước này cũng nguyện nguyện dưới chân của Đức Brahmaputra và Đức Phật Ký, thì coi như đến cái đời Đức Phật là Ca Diếp thì nàng là một trong bảy chị em công chúa mà con gái của vua Ký Kỳ ở đây này nè, vua Ký Kỳ nè, vua Ký Kỳ mà gọi là Ca Sĩ Ra Nhô, tức là vua của xứ Ca Si, vua xứ Cà Mà Ca Si. Ca Si là tên cũ của Varanasi, nhớ nha. Nhớ rồi, thì cũng tiếp tục tu hành làm phước hộ pháp hộ tăng. Đến đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì nàng sanh vào làm gọi là con gái của một ông ông triệu phú nha, con gái của ông triệu phú. Con gái của triệu phú rồi thì lớn lên mới có 7 tuổi rồi nàng đi chùa, nàng nghe pháp. Nàng đi chùa, nàng nghe pháp rồi cái nàng đắc tu đà quần nha. Chuyện về đài này nó dài, trong chú giải kinh Pháp Cú đây tôi chỉ kể vắn tắt. Bây giờ mình tìm hiểu về cái tên này, mẹ ruột của Dua Xà Thế là cái gì ta, là Vi Đề Hy. Vi Đề Hy là cái gì ta? Vi Đề Hy tức là quý xê xá, có nghĩa là đặc biệt. Chữ quý là quý xê xá đó. Chữ quý là quý xê xá là đặc biệt, mà ở đây nó có nghĩa là xuất xuất sắc, hơn thường, quý xê xá. Còn đê há nó tức là thân thể nha, đê há là thân thể. Mà ví đê hi ấy, có nghĩa là người có cái thân xác đẹp, hiểu ngầm xinh đẹp hơn hơn thường, gọi là ví đê hi nha, nhớ nha. Ví đề hy nha, tức là từ chữ ví, chữ ví là ví xê xá, còn chữ đề hy đây này nó từ chữ đề há là thân thể, mà như vậy ví đề hy có nghĩa là cái người mà có cái tấm thân phải nó là tuyệt đẹp không ai bằng nha. Rồi như vậy thì quý sa kha là sao? Quý sa kha là quý quý xê xá, quý xê xá cộng với dụ cộng nữa đâu mới ghê đó chứ. Rồi cộng với sa kha, sa kha đây nó có nghĩa là tứ chi, nên là này là sa kha là bộ phận, chứ bộ phận cơ thể hoặc là nhánh cây. Nó có hai nghĩa. Như vậy thì quý sa kha có nghĩa là kiều diễm. Bởi vì cái người có cái thân thể mà coi như đẹp mà. Sa kha ở đây là gì? Sa kha ở đây là tay chân và đầu. Mà đầu là gì? Đầu tức là mặt mũi luôn đó nha. Nhớ nha, bữa nay mình học thêm mấy cái chữ hơi lạ lạ nha. Quý đê hy tức là mẹ ruột của vua A Xà Thế đó. Thì ví là ví xê xá đê hi tức là đê há là cơ thể, ví đê hi là người có cái thân thể đẹp thành là ví đê hi. Còn ví xa khá cũng vậy, cho nên tới Việt Nam mình thấy chữ như mình tên là Diễm, Diễm thì mình lấy tiếng Pali mình lấy là ví xa khá cũng được, mà lấy chữ ví đê hi cũng được nha. Ví xa khá với đê hi đều có nghĩa là kiều diễm, đều có nghĩa là xinh đẹp, là thiên kiều bá nha. Rồi đã, nàng đẹp lắm. Rồi lớn lên nó dài thăm thẳm chiều trôi ha, rồi cuối cùng thì lớn lên là cái chuyện nó bị kể chuyện mà ông ngoại của nàng giàu lắm, có nghĩa là ổng coi như muốn gì được nấy, có cái phước đặc biệt lắm. Chuyện dài lắm, tôi chỉ kể vắn tắt thôi. Thì 7 tuổi đi chùa nghe pháp, chứng sơ quả
rồi sao nữa? À, lớn lên lấy chồng đại gia, chiếc áo mà áo cưới đó, chiếc áo cưới đó, là nặng cả 100 kg. Sức mà người thường á phải 5 7 người mới gánh nổi. Nhưng mà nàng á thì mạnh bằng 5 con voi. Bộ áo cưới đó toàn là bằng vàng và bảo thạch. Dễ sợ như vậy, nàng mạnh lắm, mạnh lắm. Có một lần nó vua thử nàng, vua thả một con voi ra, thì nàng lấy cái tay đó, nàng nghĩ là nàng đấm nó một cái nó chết, thì nàng mới nắm cái vồ của nó, nàng quật nó qua một bên thôi. Mạnh như vậy đó nha, các vị xem coi thêm ở trong Google á nha. Đánh rồi, tiếp theo nàng đặc biệt lắm, hồi nàng còn con gái đó, thì bữa đó nàng đi chung với một đám người hầu á, thì trời đổ mưa xuống, thì mấy cô người hầu thì trước đây là cứ lúc nào cũng đi sau lưng nàng hết đó, cầm quạt rồi cầm ô đựng kẹo bánh đồ mỹ phẩm nữ trang đi theo hầu, mà cầm dù cầm quạt. Tới lúc mà mưa rồi một cái thì cả đám người hầu mạnh nay nó chạy, họ tưởng là nàng cũng sẽ chạy theo, nhưng mà không, ai cũng đi vào hết rồi thì có một mình nàng thong thả từ từ nàng đi vào bên trong. Thì lúc nàng vào được trong cái chỗ mà trú mưa thì có mấy cái ông bà la môn mặt mặt mày gọi là nghiêm trọng lắm. Ăn nói gần như điềm đạm đỉnh đạt mà người nghiêm trọng lắm, lừ lừ tiến tới chỗ nàng, họ mới hỏi nàng vậy chứ tại sao mà mưa như vậy thì ta chạy cái rẹt vô nhà nó khỏi ướt đỡ bệnh, mà mắc cái chứng gì mà đi cái kiểu mà rề gà ra cho nó ướt người cho nó bệnh. Thì nàng mới nói là vua nó mà hối hả nó mất đi phong cách, mà ngựa nó luôn tuồn mất hết quan nghiêm, sa môn xốc xếch khó xem, nữ nhân chạy nhảy ngoài đường ai coi. Vua phải có cái phong cách của vua, con voi mà nó chạy cuống cuồng thì nó không còn cái phong độ của voi, sa môn mà lăng xăng lách xích thì cũng không còn cái phong của sa môn, mà phụ nữ mà lăng xăng lách xích chạy nhảy ngoài đường coi cũng không có được. Vua đó mà sắp xếp thì mất đi vương cách, mà ngựa luôn tuồn mất hết quan nghiêm, sa môn sắp xếp có xem, nữ nhân chạy nhảy ngoài đường hay coi. Thì họ thích lắm, họ mới nói thiệt, họ nói chúng tôi không phải ngẫu nhiên mà chúng tôi tò mò đâu, chúng tôi cũng biết biết cái dụng ý của cô, biết chứ phải không biết, điên sao không biết, nhưng mà muốn nghe cô giải thích tại sao. Thì chúng tôi đang đi tìm một 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 nhân tuyển thích hợp cho công tử chúng tôi, vì công tử chúng tôi được của đại gia mà giàu lắm, mà cứ tìm hoài người thì được đẹp người nhưng mà không có đẹp nết, người đẹp nết nhưng mà không có đẹp người đó, mà cứ tìm mà mỏi mòn nhưng mà thế mà không thấy. Bữa nay mới đúng mà cô có đẹp, trong kinh có đẹp đẹp lắm, trong kinh kể rõ là có đẹp tóc đẹp da, răng có dáng đi của hoàng hậu, mới cưới nàng về. Mà xui cho nàng đó là bên nhà chồng đó là không có biết đạo gì trơn. Bây giờ tôi kể cho bà con thấy ớt ớt, tại sao tôi sợ kể chuyện. Mình đi vô chùa mình học lỏng giáo lý thì học cái chuyện phong thần, nhưng bây giờ đang giảng cái đây mà không kể sao được. Thì nàng lấy chồng nhầm cái gia đình mà coi như là tà kiến ngoại đạo, thờ mấy ông lõa thể đó. Bây giờ mình đi Ấn Độ mình gặp mấy ông mà coi như là không có mặt gì hết, cứ là lấy phân bò trét lên người vậy đó, thay thế áo quần chỉ vậy thôi. Thì nàng khó chịu lắm, nàng là một vị thánh cư sĩ tu đầu quần mà đi lấy chồng thì xuất gia tòng phu, buồn lắm. Thì tại các chuyện về nàng nó dài thăm thẳm đó. Thì có một buổi sáng đó, thì nàng đang hầu cho chồng ăn sáng, thì có một vị tỳ kheo đi ngang đi bác, thì nàng thấy thua rồi, nếu mà vị đó mà đi ngang nhà nàng là coi như là coi như hoa sứ nhà nàng, nàng cũng bẻ cái đường đó mà cúng thức ăn. Mà bây giờ
đi lấy chồng mà cái gia đình chồng tào lao quá mà làm sao mà được, cái nàng mới nói nó khẽ thôi, nàng đang đứng quạt hầu cho chồng ăn sáng thì nàng mới bước ra về bước, nàng nói khẽ nó thưa ngài, bố của con đang ăn đồ đồ hâm đồ cũ, xin ngài tế độ chúng sanh ở cái nhà kế bên giùm, bố ngoài đang đồ cũ không có gì để cúng hết á. Thì bố ông nghe như vậy ông mới nổi điên lên, sau đó ông mới kêu nàng vô ông hỏi nhà này mặt mũi ở đâu mà con đi con nói với người ta là bố ăn đồ thiêu đồ cũ đồ hâm là sao. Thì bà mới nói dạ thưa bố, cái ý của con nói đồ cũ là nghe bố bây giờ bố chỉ hưởng cái phước xưa thôi, chứ còn cái phước mà cho cái đời sau kiếp khác là bố không có tạo. Con lúc con nói là con ý con như vậy đó, mà dân người trong đạo với nhau con nói vậy cái ông sư kia ông nghe không hiểu, nói bây giờ bố đang ăn đồ cũ có nghĩa là bố giờ bố chỉ hưởng phước xưa thôi chứ còn phước mới bố bố không có khoái tạo thêm. Rồi ông mới nổi dịch lên, ông mới mời gia trưởng của bên dòng họ nàng tới thì mà ông giống như ông gây gổ rồi ông trả về đó, trả nàng về. Thì khi người lớn của hai bên tới là bộ của cô, ông mới đem từng chuyện ra ông hỏi. Thì khi mà bà giải thích bữa bà còn hỏi ông, cũng còn hỏi cô dâu chứ, rồi nàng là thiếu phụ khuê môn mà đêm hôm có một đêm nào đó mà nửa đêm là nàng với mấy con hầu đốt đèn đi ra ngoài vườn sao làm cái gì, ta bực lắm mà ta không có hỏi. Thì nàng nói dạ đem nó tụi nhỏ vô nó báo tin, nó nói có con lừa đằng sau nhà nó đang trở dạ nó sinh con mà nó sinh khó quá đi, nó cứ kêu khóc suốt đêm như vậy. Thì tụi tụi người hầu nó vô nó nói với con là con nghĩ chắc mình giúp được chút ít cho nên con mới ra giống như con đỡ cho nó, rồi cuối cùng nó cũng mẹ tròn con vuông. Đó là lý do tại sao đêm hôm mà tụi con phải ra ngoài phía sau nhà đó, phía sau vườn ấy, mà không có muốn làm kinh động người lớn trong nhà nên âm thầm tụi này giải quyết xong rồi thôi coi như không có gì. Rồi từ từ cổ mới giải thích, từ từ cổ nói hết rồi là bao nhiêu cái chuyện mà cổ sẽ thích những cái hiểu lầm của ông bên nhà chồng ấy. Cổ có nói rồi bây giờ con nói xong rồi, con không phải là cái thứ mà coi như là không có được giáo dưỡng, bố hỏi thì con trả lời cho bố nghe, nhưng mà đó con nghĩ nhân duyên nó đã đoạn rồi, nếu mà bố không có coi trọng cái nàng dâu này thì nàng dâu này cũng không có lý do gì ở đây hết, nàng dâu này xin đi. Thì ông nói không 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 không, con đã nói rõ như vậy là ok rồi, bây giờ con muốn gì trong cái nhà này cũng được. Thì nàng nói không, con vẫn là dâu con trong nhà thôi, con là kẻ dưới mà làm sao mà con đâu có dám mà trách lỗi bố, nhưng mà con chỉ xin nếu mà bố thương con á là bố cho con được một lần thỉnh vật mà chư tăng về nhà cúng dường thôi, một lần thôi cũng được. Thì ông bố ông dĩ nhiên đồng ý, và khi mà Đức Phật về thuyết pháp thì ông bố ông rình bên trong ông nghe và ông đắc tu đà quần. Khi mà ông bố ông đắc tu đà quần rồi đó thì quý vị khỏi nói, quý vị cũng biết là từ đó về sau là coi như ông hết lòng hỗ trợ Phật Pháp. Mà ông nói tên là Mi Gà đó, là bố ông bố chồng nó tên là Mi Mi Gà đó nha. Và ông cứ đi đâu ông cũng nói với người ta đó, là quý sa kha đó, không còn là dâu bình thường nữa, mà là người mẹ trong đạo của ta. Từ đó nó là Hiêm mới có cái ngoại hiệu là nàng chứ nàng chứ nàng nàng nàng, từ đó nàng mới có cái ngoại hiệu. Từ đó là nàng có cái ngoại hiệu là Mi Gà-ra-ma Mata, có nghĩa là mẹ của ông Mi Gà đó. Là chưa hết, còn chuyện nữa, bữa đó nàng đi chùa rồi nàng mặc cái áo cưới đó, cái áo nó đẹp quá đi cho nên cưới xong là nàng mặc luôn. Cứ bữa bữa nào đi đâu mà muốn muốn chảnh một bữa đó thì nàng khoác cái áo đó vô. Thì nàng vô nàng vì lòng tôn kính Thế Tôn cho nên trước khi gặp Phật cái nàng mới tháo cái áo đó nàng giao cho người hầu một đống ngồi đó giữ. Rồi nàng vô lạy Phật nghe pháp xong nàng về mà không biết cái nàng này, cái cô hầu có lay quay sẽ có quên mất áo. Cô giữ cái áo rồi cái cô đi toilet restroom gì đó rồi cái cô quên luôn, cô ham vui hái hoa bắt bướm gì đó. Tới lúc mà ra khỏi cổng chùa thì cái nàng mới ủa cái áo đâu rồi, thì nàng mới cái cô hậu đó chết rồi cô quên. Thì nàng mới nói khoan 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 khoan, nếu mà ngươi trở vào mà cái áo nó chưa có chư tăng đụng tới thì mình lấy, còn nếu mà đã có bàn tay có chư tăng mà chạm vô rồi đó nha thì ta không có dám mặc cái áo đó nữa. Tôi thấy dễ sợ chưa,
Bởi vì sao? Vì cái áo đó nó chạm vào thân thể của nàng nha. Mà bây giờ nếu mà có vị sư nào đã chạm vô cái áo đó, nghĩa là mỗi lần mai mốt, mỗi lần nàng mặc cái áo đó, nàng nghĩ đến cái chuyện mà chư tăng đã chạm tay vô cái áo của mình. Nhưng mà đó là chuyện ngày xưa, bởi vì lúc đó thánh đầy hết trơn à, cái vị chạm tay đó là vị A-la-hán, thí dụ như vậy không. Mà thêm cái bà này bà cũng là thánh luôn, chứ thời nay quý vị vô quý vị bỏ quên cái giỏ LV hay là Chanel, Gucci mà quý vị bỏ quên rồi không thèm lấy lại thì khác khác à, trong đó có cái Rolex mà lắm nha. Bây giờ không có thánh cho mình không có ngán ai hết trơn, bây giờ mình còn chạm tới gì đến cái chỉ xá thì cái áo nha, thì coi như nó là nàng mới là nghe cái cô kia của cô hầu cũng chạy vô, xong cũng chạy ra, cũng nói dạ ngài ngài cất cái áo đó rồi, ngài đang ngài giao lại cho con. Ngài nói cái áo của cô chủ nè, thì bả về bả mới thông báo với nó, bây giờ cái áo ngài anh đang nó chạm tay rồi, cho nên bây giờ bả chỉ còn có một cách là bả bán để bả cúng chùa thôi, chứ bả không có xài cái tiền đó nữa, mà không có ai mua nổi cái áo đó, nó đắt tiền quá đắt đi. Nó có nhiều lý do, một là người thích thì không có tiền, mà người có tiền thì không thích, hoặc có người có tiền nhưng mà họ cái áo đó họ mặc không có nổi, họ mặc nó giống như là con chim sẻ mà đeo cái mu cái mai rùa vậy đó, làm sao mà mặc. Cho nên cuối cùng là nàng bỏ, tự nàng bỏ tiền ra, à, nàng mua cái áo đó là dắt về treo luôn để mà để quảng cáo cho cái tiệm áo cưới của nàng đó. Xong rồi nàng mới bỏ ra, nàng mua bỏ ra 9 triệu, 9 triệu tiền vàng nha, 9 triệu đồng vàng, à, để mà cất cái chùa, à, gọi là chùa Đông Phương Bấp-pa-ra-ma đó, mà trong đó nó, trong đó nó có cái ngôi lầu, à, tên là Mi Garama Tú Ba Xà Đá, à, tức là lấy cái tên của ông cha chồng á, ghép cái tên bảo, tức là cho nên cái ngôi lầu gọi là lầu Quý Sa Kha. Mà tại sao không có chữ Quý Sa Kha ở đây, là bởi vì cái chữ Quý Sa Kha lúc bây giờ nó đã đồng nghĩa rồi, Quý Sa Kha bây giờ nó đã được xem là đồng nghĩa với Mi Ga Ra Ma Tú rồi, biết trong rừng mới nghe kịp không đó. À, và trong cái chùa này nó có 2 tầng lầu mà nó có 500 cái phòng cho chư tăng và đức Phật, thì mỗi ngày hễ mà Thế Tôn ngủ đêm bên chỗ ông cấp cô độc á, thì ngài sẽ về nghỉ trưa ở đây, mà bữa nào mà ngài ngủ đêm ở đây á, ngày qua đêm ở đây thì ngài sẽ về ngày nghỉ trưa bên chùa Kỳ Viên, đại khái như vậy đó. Là nàng Quý Sa Kha có những cái chuyện đặc biệt như vậy nha, và nàng gọi là coi như là cả đời làm phước, và nàng sống lâu lắm, vì nàng thọ tới 120 tuổi, và trong kinh ghi rằng nàng đẹp 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 bền, đẹp bền vững nè, người ta đẹp ngắn hạn mà nàng là dạng là đẹp bền vững. Thì coi như là cái năm mà nàng 120 tuổi đó, à, năm nàng 120 tuổi đó, chỉ lấy mắt nhìn á thì khó biết, khó phân biệt nàng và cái đám cháu cháu chắc khiếp như vậy. Tức là người ta chỉ biết nàng già khi mà nàng ngồi rồi cái nàng đứng lên, nó nàng lấy 2 cái tay chống đầu gối thì mới biết, ồ đây 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 là cụ tổ, đây là cụ cố nhà mình đây nha, cụ cố nhà mình đó. Chứ còn nếu mà nàng ngồi kiệu, ngồi xe hay là ngồi yên trên ghế đừng có nhúc nhích gì hết nè, thì coi như cái đám cháu của nàng mà nó ngồi cái bên là nhìn vô trời biết ai là bà, ai là cụ tổ, ai là cụ cố, mà ai là đám cháu cố cháu sơ, dễ sợ như vậy. Nàng đẹp lắm, chỉ có biết một cách là nàng ngồi là đứng dậy lấy 2 cái tay chống đầu gối thì biết đó là nàng khiếp như vậy nha. Thì coi như nó là biểu tượng của thẩm mỹ, là phải lấy hình ảnh của nàng, nàng đẹp lắm nha. Rồi xong, nhưng mà nói vậy thôi thì nàng chỉ được xem là đệ nhất thí chủ, là bởi vì cả đời của nàng là cúng dường không mệt mỏi nha, cúng dường không mệt mỏi, cúng dường không mệt mỏi, nàng giàu ghê lắm. À, thì đó trong một cái dịp đặc biệt Thế Tôn đã xác định là nàng là đệ nhất gì ta, đệ nhất thí chủ. Và đời nàng có nhiều đặc biệt lắm, ví dụ như là trong giáo hội mà có cái chuyện gì mà liên can đến phụ nữ, ví dụ như mấy bà tỳ khưu ni hoặc mấy bà tín nữ, những cái gì mà cần phải gọi là làm việc riêng với nữ giới đó là chư tăng giao riêng cho bà,
mà các vị biết rồi, thời đó tính nữ thiếu gì à, mà riêng nàng được Đức Phật xác nhận là vị tu đầu quờ. Cho nên nhiều và rất nhiều lần trong đây thì dĩ nhiên chúng tôi chỉ kể vắn tắt thôi, trong luật nha có những vị tỳ kheo, có một vị tỳ kheo đó bị bệnh à, mà thôi chuyện này bỏ qua một bên ha, bị bệnh để cần đến cái sự giúp đỡ thì cái này cũng giúp. Rồi con bà thì Khưu Ni kia cũng có chữa có mang gì đó để cũng nhờ nàng giúp, vân vân và vân vân nhiều lắm. Ừ. Cho nên là nàng được xem là đệ nhất thí chủ à. Rồi bây giờ mình kể qua chuyện khác. Ừ. Cái chuyện tiếp theo là gì ta, chuyện tiếp theo là chuyện nàng Kuchitara à, là đệ nhất đa văn à, là sao Kuchitara đó là coi như là một người tính nữ mà coi như là cực kỳ thông minh luôn, nàng thông minh lắm, nghe qua một lần thì nhớ. Chuyện về nàng nó dài lắm nha, nàng chuyện nàng dài lắm. Tại sao dài? Là vì á chuyện của Kuchitara à, là gắn liền với triệu phú Kosaka rồi hoàng hậu Samawati rồi hoàng hậu Ma Gandhiya nhiều lắm, mà đại khái nhiều lắm, rồi vua Udena à, xin xem trong cái chú giải à, pháp cú phẩm phẩm hai nhớ nha, phẩm phóng dật nhớ nha, giữ vậy thôi coi cho nó đã nha, nó dài thăm thẳm trong đó. Tôi chỉ kể vắn tắt về nàng thôi. Nàng á, là coi như là cũng 100.000 đại kiếp à nha, tu có thời gian tu cũng bằng ngày nay ngày cả diếp à. Ừ. Mà coi như á, là nàng á, là giàu sang lắm, nhiều đời nhiều kiếp sung sướng không đâu có thiếu phước, nhưng mà sở dĩ mà giàu sang nghĩa là làm người hầu cho bà hoàng hậu rồi nào đâu có thiếu gì đâu, mà hoàng hậu em gái vậy đó, có cái nghiệp là nghiệp làm nô tỳ cho người ta vậy thôi chứ không phải là đói khổ nha. Nàng nói giàu giàu sang không có sang, nhưng mà nàng giàu có thì có cái tấm tham, là thí dụ như mỗi ngày như vậy đó là hoàng hậu phát cho nàng 8 đồng vàng đó nha, để mình đi lấy hoa tươi về, thì cứ nàng mua có 4 đồng nàng giấu là 4 đồng. Mà suốt nhiều một thời gian dài như vậy thì bữa đó nàng trên đường đi 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 mua hoa thì cái ông gì đó, ông gì ta, cái ông chủ tiệm hoa đó à, ông là người Phật tử, ông nói bữa nay không có hoa là bởi vì ông mắc để hoa ông cúng cho Phật. Nàng nghe đó cái chữ Phật cái nàng hoan hỷ quá, nàng đi nghe pháp của nàng bèn đắc tu đạo quả à, đắc sơ quả, nàng đắc rồi đó thì khi mà nàng về đó thì bữa đó nàng là vị thánh cho nên nàng mua đủ 8 đồng, mỗi khi nàng mua 4 giữ lại 4, bữa nay nàng mua hết luôn, nàng mua hết 8 đồng cho nên số hoa nó nhiều gấp đôi mỗi khi. Thì bà hoàng hậu bà hoàng hậu bà Samapati, bà hoàng Samapati bà mới hỏi nàng vậy chứ sao bữa nay hoa nhiều gấp đôi vậy, bữa nay vua cho tiền nhiều hơn hay là hoa rẻ hơn, mà em mua em có bữa nay em mang về một số lượng hoa lớn quá. Thì bà mới nói dạ thưa hoàng hậu, mỗi khi em mua có 4 đồng thôi, một nửa tiền hoàng hậu giao nhưng bữa nay em mua hết. Thì hoàng hậu mới thấy lạ, lạ hai chuyện, lạ thứ nhất là tại sao mà nàng dám đem cái chuyện đó ra nàng khai khai thiệt à, mà thứ hai nữa là vì lý do nào mà nàng hôm nay đã thay đổi lớn như vậy. Thì nàng mới nói rằng là em đi nghe pháp em không còn là em trước đây nữa. Thì hoàng hậu bà nghe như bà mới tò mò, bà nói em nói pháp là cho ta nghe đi, cái bà nói không, cái giáo pháp này không thể mà nghe cái kiểu mà kêu người ta hát thì người ta hát, kêu người ta múa là người ta múa, mà cái chánh pháp này nó đặc biệt đó là hoàng hậu mỗi khi là chủ của em, hoàng hậu lúc nào cũng ăn trên ngồi trước em, nhưng mà khi em thuyết pháp đó, thì chắc hoàng hậu phải
xuống ngồi xíu để mới thuyết được. Thì hoàng hậu bà cũng gật đầu rồi nàng thượng lên cái ghế ngon hơn là một chút xíu, cao hơn một xíu, và bắt đầu là trong kinh đó nàng là tuy là sơ quả nhưng mà nàng là sơ quả mà chứng bốn cái trí vô ngại nha, bốn cái trí vô ngại nha, bốn cái trí vô ngại của hữu học nha, nhớ này nha. Thế là nàng thuyết pháp, các vị còn nghe không? Thì sau khi mà nàng thuyết xong đó thì vua ở thì bà Samavati đó, à, lát nữa mình sẽ học tới cái bà này, bởi cái chuyện người nàng dài thâm thẳm cho nên tôi tìm cách tôi kể ngắn thôi. Thì bà và hoàng hậu Samavati đó, à, và nguyên một cái đám 500 cái cô cung nữ đắp tôi đồ quần hết đó. Các vị tưởng tượng dễ sợ chưa, một cái cô nô cung cung nữ mà thuyết pháp mà độ cho hoàng hậu và 500 cô gái đắp tôi đồ quần hết, và thế là nguyên một đám thành thành là thánh cư sĩ hết, nói nôm na là thành đệ tử của nàng của chúng ta hết. Mà cái nàng này nó làm đẻ ra nó mang tên là Uttara. Uttara có nghĩa là gì, là hơn người. À, nhưng vì nàng bị gù lưng, à, cho nên là khúc chát là gù gù lưng, à, rồi cộng với dấu cộng thì cứ quên hoài, khổ quá khổ. À, cộng với Uttara thì à, thì nó thành ra là gì ta, nó thành ra là Uttara gù lưng, Uttara thành ra là Uttara gù lưng, nàng bị gù. Tại sao vậy? Là bởi vì kiếp sửa kiếp xưa đó thì nàng là kiếp luân hồi quá khứ nàng là từng là một người con gái có đạo tâm. Hỗ trợ hộ trì cho mấy vị Phật độc giác ở trên núi. Mà độc giác là sao, là những vị tự giác ngộ thành Phật, nhưng mà trên thì không có thầy, đúng rồi đó, nhưng mà dưới thì không có trò, cho nên gọi là độc giác. Cúng dường hộ độ giác của các vị này phước báo gấp trăm lần ngày sau này Phật khiếp như vậy nha. Cho nên nó là nàng hộ trì mấy vị trên núi đó, cùng với đám bạn. À, thì đám bạn của nàng cũng hộ trì hộ độ cũng đông lắm, đông mấy vị độc giác đông lắm. Bữa mấy người mới hỏi chứ ở đây ai cũng có sư phụ hết á, vậy ồ sao quên cái nhỏ này sao không mới nghe nó nói sư phụ của nó là ai. Thì cái cô này có nó có chứ, mấy vị đó trong đó có một vị thương tao lắm, tao thấy tôi hợp lắm. À, ngài lúc nào ngài cũng có từ bi đặc biệt lắm, ngài 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 tao có duyên với ngài dữ lắm. Thì mấy cô kêu hỏi mấy chục mấy trăm vị biết vị nào, cái bà mới tả tả ra, đây là thầy của tao có lưng như vậy nè, bà mới tả đó, bà mới tả mà nói đây sư phụ của tao có lưng như vậy nè, mày cứ nguyên một nhóm mấy trăm vị xuống là cái ông nào có lưng như vậy đó là sư phụ của tao. Bà nói bà đùa đó, bà đùa, các vị còn nghe không? À, các vị còn nghe không? Thì coi như bà đem cái vị thánh đó là bà đùa, mà cái ngài là lửa mà độc giác mà bà đùa, bà thương ngài quý ngài kính ngài trọng ngài trốn, nhưng mà trong lúc bà diễn tả bà có cái ý gọi là khinh suất nha. Cho nên đời đời sanh ra là nàng của mình bị gù lưng khiếp chưa, chỉ diễn tả thôi nha. Còn vì đâu mà một cái người mà tu ba la mật mà suốt 100.000 đại kiếp mà cứ đời đời đẻ ra là làm kẻ hầu nô bộc, người hạ thuộc của người ta, không cất đầu lên làm chủ ngày nào hết là sao? Là bởi vì trong 100.000 đại kiếp đó thì hầu hết thời gian là nàng cũng ngon lành như ai, nhưng mà từ đời Phật Ca Diếp thôi, từ đời Phật Ca Diếp đến đời Đức Phật Thích Ca là nàng thường xuyên làm kẻ hầu người hạ cho người khác. Là bởi vì có hai cái truyền thuyết, có hai lời giải thích. Một là Tỷ Kheo Ni, à, hai là Sa Di Ni. Là sao ta, thì có chuyện thì cái chuyện hai chuyện được gom lại thành một, tức là trong kinh kể rằng á, là đời Đức Phật Ca Diếp á, thì nàng á, là một triệu phú tiểu thư ngon lành lắm, nàng có người bạn cũng ngon lành như nàng, mà người bạn đó sau đó đi xuất gia, xuất gia rồi là trở thành một vị tỳ kheo ni. Còn có một chỗ thì nó là Sa Di Ni cho nên nó khổ,
Bây giờ mình biết hỏi ai bây giờ, trong bản này nè, trong chú giải pháp cứu thì nó là tỳ kheo ni, mà trong đây thì nó là sa di ni, thì tôi không biết cái gì ni, kệ hai cái nào cũng ni hết. Khi mà một vị thánh ni đi, một vị thánh ni la hán, thì khi mà bạn của nàng là thánh ni la hán, cái bữa đó là do cái duyên sự cái vị đó đi ngang cái chỗ của nàng và ghé vào để thăm vậy đó, nhưng đồng thời cũng thuyết pháp cho bạn mình nghe. Chứ còn la hán thì không có vụ mà đi la cà ha. Thì vị thánh ni nó vào thăm bạn mình đó, thì trong lúc đang ngồi nói chuyện thì nàng mới nói thế này, nàng mới nhờ vị này, cái chỗ ngồi của vị thánh ni nó rất là gần cái hộp đựng đồ mỹ phẩm nữ trang, cho nên đang ngồi nói chuyện với nàng mới nói là em cô lấy giùm em cái hộp đó đi. Có thấy trùng rung nghe kịp không? Tức là đang ngồi nói chuyện thì cái vị thánh ni đó, nó ngồi gần cái hộp đó, thì cô mới nói là cô lấy giùm em cái hộp đó đi. Thì vị thánh ni nó suy nghĩ rất là nhanh, rất là nhanh, vì nó nghĩ rằng chết rồi, cái cô này cổ sai một vị la hán, cô đã mặc dù cổ nói thì thế gian á là nhờ cậy, nhưng mà rõ ràng ở đây là cô đang sai biểu một vị la hán. Và khi cô có cái lòng sai biểu thì dĩ nhiên cũng thiếu đi cái tôn kính, vì cô đâu biết là la hán đâu. Wow, thì vị này suy nghĩ rất là nhanh, vì suy nghĩ rằng nếu mà không lấy giùm cổ đó, mà cổ nói mình là bạn cũ, bây giờ đi xuất gia rồi chảnh đó, là cổ còn tạo nặng nặng nghiệp, còn nếu bây giờ mình lấy giùm cổ đó, thì bất quá cổ chỉ làm cái nghiệp nô lệ đầy tớ thôi. Thì vị đó suy nghĩ nhanh như vậy, cho nên vị đó cũng vẫn cười cười thanh thản, vị đó đưa cái tay lấy cái hộp đưa cho cô bạn mình đó. Vì cái nghiệp mà sai biểu một vị thánh như vậy, nghiệp nhỏ xíu 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 đó, cho nên là nàng từ dạo ấy cứ sanh ra cái kiếp con thú, con cá, con chim thì thôi, nhưng mà mang thân người đó là coi như là phải chịu nhiều 500 kiếp, nó làm nô lệ, làm kẻ hầu cho người khác đó. Vậy là nàng vì sao nàng biết rồi, mà vì sao mà nàng làm nô lệ hoài thì mình cũng đã biết rồi. Bây giờ qua cái thứ ba là tại sao mà nàng là bậc đại trí, thì nãy mình học rồi, tức là 100.000 đại kiếp về trước, nàng cũng từng quỳ dưới chân một vị Phật và nguyện con sau này gặp một vị Phật tương lai, con cũng trở thành ra là một tín nữ đệ nhất đa văn, có nghĩa là hệ tín nữ mà coi như có tóc trong cái đám, mà có tóc thì không có ai mà uyên thâm mà bác học bằng con hết trơn, khánh như vậy đó, con chỉ thua người không tóc thôi đó. Chứ còn mẹ mà nó có đám tóc dài, coi như không có ai mà coi như hơn được con về cái sự đa văn Phật pháp hết, cho nên là tín nữ đệ nhất đa văn. Và khi mà nàng nguyện như vậy rồi đó, thì đời đời kiếp kiếp y như ngày anh an, y như ngày sẽ là Phật, có nghĩa là đời đời sinh ra nó hãy có dịp là học, có dịp là hỏi, hỏi không mệt mà học không mỏi, học không mỏi mà hỏi không mệt nha, phải ghi cái này, học không mỏi mà hỏi không mệt mới đa văn đại trí được. Chứ còn mà mình là không có được nha, học không mỏi mà hỏi không mệt. Thì coi như là nàng tinh ý lắm, siêng hiếu học, hiếu học mà còn phải sống tinh tế, tâm lý hiểu lòng người, liệu sự biết chuyện để liệu sự hợp lý. Đó, đây là những cái chi tiết, những cái đặc điểm của một cái người mà muốn kiếp sau sanh ra có trí tuệ nha, hiếu học mà còn phải sống tinh tế tâm lý để hiểu lòng người, biết chuyện để mà liệu sự hợp lý. Đó là cái ngày xa lại phát ngạ nan, ngày một kiền liên, đó là như vậy đó nha. Chứ còn phải là học giỏi, siêng học, hiếu học mà sống gọi là bất kể trời đất thiên địa thì thứ đó thứ tào lao. Còn cái chữ trí mà trong đạo Phật mình đó, là ngoài cái chuyện mà hiếu học, đa văn, siêng học, siêng hỏi, còn phải là sống một cách có trí tuệ nữa. Nhớ nha, sống có trí tuệ thì mới được trí tuệ. Chỉ hiếu học thì không đủ
nha, chỉ hiếu học thì không đủ mà phải sống có trí tuệ mới được. Thì nàng trong cái kiếp mà nàng phục vụ hỗ trợ hộ trì các vị Phật độc giác ấy, cái bữa đó, đó thì ngày nàng mới để ý, sao nàng thấy bà con đem thức ăn cơm cháo bánh canh rồi từ bánh với nó đồ thức ăn nóng đổ vào bát, mà sao thấy các vị đó đứng chú nguyện à, mong cho các con được như vậy vậy, cái xong cả ngày mới bay đi. Mà lúc chú nguyện các cổ để ý sao có thấy ngài lấy cái tay cái xoay xoay bình bát, thì cô biết nó nóng lắm, cô mới chợt nhớ tôi có chết rồi, wow, thức ăn nóng mà sao cả đám sao mà khờ quá người ta, sao mà nghĩ làm sao mà đi đổ đồ nóng vô trong bát của mấy 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 mấy, mấy sư phụ gì vậy để giết người ta. Rồi nàng mới chợt nhớ rằng nó nàng mới chạy vô nàng lấy, bữa đó là có 8 vị Phật độc giác xuống làng để mà nhận thực phẩm ấy, thì nàng chạy vô nàng lấy 8 cái chiếc vòng mà bằng ngà đó, chiếc vòng mà bằng ngà đó. Ngày rồi nàng mới đưa ra, nàng mới thôi bây giờ con xin cúng các vị để các vị lấy cái chiếc vòng cái gì để lót ở dưới cái bát ấy, cầm cho nó đỡ nóng. Chứ nàng cúng cái khác thì thứ gì, nhưng mà biết cúng cái gì bây giờ, mà lúc đó nàng chực nhớ, lúc đó nàng nghĩ cái gì thì làm cái đó. Nàng có mấy chiếc vòng bằng ngà đó, nàng đem ra 8 chiếc nàng cúng. Nàng cúng, và lúc nàng cúng như vậy nàng có nguyện thế này: hôm nay con hiểu ý của các thầy đó, con tinh tế mà con chia sẻ cái nỗi khó khăn với các ngài, à, mong cho đời sau nó, con lúc nào sinh ra cũng bén nhạy hơn người. Wow, nhớ nha, hôm nay con trải lòng ra để mà con chia sẻ cái khó khăn với các ngài, trải lòng ra để chia sẻ khó khăn, thì con mong đời đời sinh ra lúc nào con cũng sáng dạ hiểu chuyện hơn người, tức là thông minh đó. Đấy, do cái phước đó nó đời đời sinh ra nó thông minh hơn người nha. Thì đến đời Phật Thích Ca Mâu Ni thì nó đã nói rồi, nàng sinh ra thì cũng gia cảnh khó khăn thì nàng đi làm người hầu cho người ta, nhưng mà thông minh lắm, sắc sảo. Còn cái chuyện nàng bị gù đó thì nãy đã kể rồi nha. Rồi nè, các vị tưởng tượng đi, mình về mình thuyết pháp mà mình độ cho bà hoàng hậu mà 500 cung nữ mà đắc tu đầu quần, thì tưởng tượng cái vị trí của nàng từ đó về sau là còn cỡ nào nữa. Hoàng hậu thương nàng lắm nha. Rồi bây giờ mình kể một chuyện đó, cho nên là nàng được Đức Phật xác nhận ra à, là đệ nhất đa văn chưa đâu, các vị xem ở trong xem trong kinh Tạng không? Trường Trung Tương Ưng Tăng Chi bắt đầu bằng Ê Văn Mê Xú Tăng à, tôi đã nghe như vậy à, là của Phan là lời của ngài A Nan à, riêng trong tiểu bộ á ta sẽ thấy à, trong phần gọi là ý tí quốc nô ý tí quốc tất cả à, bắt đầu bằng câu này là quốc tăng hề tăng phát ga wa ta pháp thoại này đã được Thế Tôn thuyết giảng như sau: đây là lời của nàng, dễ sợ chưa? Chút ta ra, yeah, đó là những gì mà nàng nghe xong rồi nàng thuật lại cho Ngạ Nan, thuật lại cho các vị thánh khác á, thì nghệ thuật như vậy. Ngạ Nan á, khi cái tập ngài kể cái phần nào ngài nghe nó lễ văn mê sư ta nghe các sư văn các bạn là như vậy, tôi đã nghe một thời Thế Tôn ngữ đâu đó, đó, nhưng mà riêng nàng Khuất Chúng Ta Ra trong ý tí Bút Ta Cá đó thì nàng lại bắt đầu không phải Ebon Sư Tăng mà là Bút Tăng Hi Tăng Phát Cơ Bạc Tạ, pháp thoại này đã được Thế Tôn thuyết giảng như sau, rồi bắt đầu từ đó lặp 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 lại.
Các vị thử tưởng tượng một người, mình nói quỵt tẹt bằng ngôn ngữ thế gian đi, một cái cô cung nữ, đâu phải là một nhân vật ghê gớm đâu trong xã hội nha, một cô cung nữ tóc tai, chứ đâu phải là người, đâu phải là sư cô cũng còn đỡ, cái này là một cô cung nữ mà tóc tai như vậy thò, vậy mà có một cái vị trí phải nói cực kỳ quan trọng, mình phải tạm nói là có một cái chỗ đứng tuy khiêm tốn nhưng mà cũng chung hàng với ngài Ananda, trùng thuật ghi lại lời Phật đời đời kiếp, ngày nào Tam Tạng còn được lưu truyền ở đời thì Quốc Tăng hay Tăng còn được biết tới. Thì thử hỏi cái vị trí của người cung nữ ấy có nhỏ lắm không? Đấy, các vị nhớ nha, đang quan trọng lắm, đang quan trọng là gì, quan trọng cái đó. Cho nên là mình nhớ trong đời đó là không có ai là nhỏ, không ai lớn, không sang không ngàn, vấn đề là ta đã làm gì, ta đã sống ra sao và ta đã để lại gì cho đời nha. Còn quý vị có là ông Tư bà Tám gì đi nữa thì nó không là cái cốc khô gì hết nếu mà mình không đóng góp. Tôi nói quỵt tẹt luôn. Thí dụ như bây giờ quý vị thấy là coi như là gia tộc của là công tử Bạc Liêu, hoặc là ông Bạch Thái Bưởi ở ngoài Bắc, công tử Bạch Liêu ở miền Tây, hay là gia đình của ông Huyện Sĩ ở Sài Gòn, hoặc là bố của bà Nam Phương đấy, thì các vị thấy họ giàu cỡ nào. Rồi thì sao, họ chết rồi để lại cái gì, để lại cái gì cho đời sau? Thì bây giờ nhiều lắm, thì nói đến công tử Bạch Liêu nhắc ở ông Trịnh Huy, cậu ba giàu sang xài chảnh hết đó. Còn Bạch Thái Bưởi là cái người từng có một cái tuyến tàu thủy vận tải mà rồi xong rồi sau đó cũng hết rồi. Rồi ông Nguyễn Sĩ bây giờ ông chết để là ở gần rạp Thái Hoàng, rạp Thái Bình ở Sài Gòn quận 1 rồi chết. Rồi bố của bà Nam Phương thì cũng giàu, bây giờ có cái mộ nó cũng đẹp đẹp ở bên Đà Lạt, xong hết. Coi như là tất cả đi vào bóng đêm của lịch sử, cái quan trọng nhất là người ta đi rồi người ta để lại cái gì, như Trương Vĩnh Ký hay là Bác Vật Lang, ví dụ như vậy. Mà biết trong rung thì có ai biết Pháp Bác Vật Lang không, nó mới khổ dữ vậy chứ nha. Rồi xong thì nó ra cũng có một cái vai trò lớn như vậy trong cái giáo pháp này nha. Bây giờ tiếp theo là mình có biết một nàng nữa, đó là nàng Samapati. Trong khi kể về Kuchitara thì kể luôn Samapati. Samapati là ai? Là Samavati là hoàng hậu Samapati của vua Udena. Hả? Là sao nữa ta? Là chủ của Kuchitara. Nhớ nha, cái cô nãy giờ mình học đó, Kuchitara. Thì nhờ Kuchitara mà nàng sao ta? Nàng được đắc thủ đồ hơn. Và sau khi đắc rồi là nàng được Đức Thế Tôn xác nhận là đệ nhất từ tâm. Đệ nhất từ tâm. Kuchitara là đệ nhất đa văn, còn cái bà hoàng hậu đệ nhất từ tâm. Là vì sao? Là vì vua Udena này là có nhiều vợ lắm, đặc biệt là có hai bà vợ, vua có hai hoàng hậu nha, hậu Magandhija và ai ta, và là Samavati. Cái bà Magandhija này ngày xưa bảo là một cái cô triệu phú tiểu thư nha, đẹp lộng lẫy luôn. Thì có một lần đó Đức Thế Tôn ngài đi ngang cái ngôi làng của nàng đó. Nàng đi ngang với cái Phật trí của vị chánh đẳng giác, nàng ngài biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra, mà ngài biết rằng trong ngôi làng này nó có một cặp vợ chồng triệu phú đủ duyên chứng A-la-hán. Cho nên ngài cố ý, ngài mới ở ngay cái bờ sông á, ngài mới để cái dấu chân đó, rồi ngài đi vào gốc cây ngài ngồi thiền. Mà chưa chưa nó còn chuyện nữa, tôi kể hơi sót một chút. Là lúc mà ngài đang đi ở bên cái bờ sông này, có cái ông triệu phú đó đó, ông nhìn thấy ngài, ông thấy ngài có 30 tướng, 32, nhưng mà tôi kể có 30 thôi, bởi vì người mới gặp ngài thì họ chỉ gặp có 30 tướng thôi. Gặp ngài có 30 tướng đẹp quá,
thì bà ổng là một ông tướng số rất là giỏi, ổng là triệu phú nhưng mà ổng rất là giỏi về tướng số. Ổng biết đây là một bậc đại nhân, mà coi như cái người này đó là trên vũ trụ này chỉ có mặt trái đất này, chỉ là cái người này là chỉ là đứng trên đầu thiên hạ thôi nha, cấp cấp số hành tinh chứ không phải là quốc gia nữa. Ổng mới nói ngài chờ tôi nha, tại vì ổng có đứa con gái đẹp lắm, ổng muốn đem người gái ổng gả cho ngài. Ngài là tu sĩ, ngài là cái gì cũng được, miễn là có cái tướng đó là ổng sẽ gả ngay. Ổng mới chạy riết về nhà, ổng mới kêu bà vợ, mới nói bữa nay là tôi đã gặp được rể quý rồi nha. Rể đông sàng đó, lương đóng rồi đó. Coi như là bây giờ nó là bà kêu mai canh đi ra trang điểm có được, tôi ra tôi giao hẳn cho người ta luôn nha, coi như mình là sắp sửa một bước lên mây rồi đó, rể quý rồi, rể này cấp số hành tinh nha, số má vũ trụ chứ không phải là cái thứ tào lao, cái thứ mà công hầu canh tướng, là cái thứ đó là đi xách dép thôi nha. Ổng nổ trận tưng bừng trong xuôi rồi ổng mới dắt bây vợ dắt con ra tìm ngài thì không thấy ngài đâu hết, mà chỉ thấy bên bờ sông có cái dấu chân của ngài để lại. Thì ổng bị bả nhìn cái dấu chân mà nói ông ơi không được rồi, cái con người mà sở hữu cái dấu chân này đó, sở hữu cái bằng chân này không phải, nhưng mà ok ông muốn thì tôi gặp cho đi gặp cho ông vui. Thì khi mà bả gặp ngài, hai chồng gặp ngài, ngài chỉ nói có mấy câu thôi. Thì hai bà là bèn đắc a na hàm hết. Nhưng mà trước khi họ đắc thì cái cô mà ganh đi ra, cô con gái của eo eo thì nó là năm xưa dưới gốc bồ đề, ba nàng con gái của ác ma thiên tử mà chưa làm cho Như Lai rung động thì xá gì một cái tấm thân bất tịnh như thế này. Tôi còn nhớ Bali gọi là mút kari sa Punakayu, tức là cái tấm thân, cái tấm thân mà đầy phân và cái nước tiểu, Muttakarisapunakayu nha. Thì hai bà nghe xong đắc, tôi đắc a na hàm, nhưng mà cái cô con gái cổ đem lòng của hạnh, cô nói chê thì không thích thì thôi, tại sao phải đi nói quỵt tẹt ra làm cái gì, bà mới hạnh. Mà bà nhìn ngài là bà đã thương rồi, nhưng mà không ngờ là thương càng sâu thì cái hạnh nó càng 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 dễ sợ nha. Và bà thề với lòng bà đó là hôm nay mà coi như đã chối từ bà mà còn tạt nước lạnh vô mặt bà như vậy, thì mai này mà bà mà coi như là có đủ cái điều kiện rồi thì hãy nhớ cái món thù này mà sẽ trả, và lấy cả vốn lẫn lời, mà lời coi như thuộc về tám phần luôn, tám phần lời đó chứ không phải một hai phần đâu nha, coi như lãi suất cao nhất hành tinh, lãi suất cao nhất hành tinh. Thì đúng như vậy, về sau thì với nhan sắc của nàng thì Vũ Đê Na nhìn thấy một cái là vua chết điếc, vua mới bèn rước nàng về dinh. Và khi mà đã là hoàng hậu rồi đó thì nàng cho người dò la tin tức có Thế Tôn đang ở đâu, và tìm đủ cách để mà hạ nhục, để mà quỷ bán ngài cho nó đã. Thì đúng như nàng mơ ước, có một ngày đó Đức Thế Tôn và ngài ngài nàng đi đến cái xứ của Sầm Pì đi bán, thì nàng mới thuê người đó là cái thứ mà trời đất ở đi theo rủa xả hăm dọa đủ điều. Thì nghe anh đang nó bạch Thế Tôn, bây giờ người ta như vậy đó thì chắc có lẽ mình phải đi nơi khác, chứ đây như vậy là mình đi bác không có được, người ta phạm thượng với Thế Tôn. Thì Đức Phật ngài biết ai đã bày này chứ không, chứ người ta đâu có chuyện gì thù oán Đức Phật đâu, nhưng mà ngài biết ai là người bày ra cái này nữa. Nhưng mà ngài không có nói, ngài nói A Nan ơi, 7 ngày nữa chuyện này nó sẽ kết thúc, trong vòng 7 ngày với cái oai lực cái phước báo của Chư Lai nó chỉ 7 hôm là cái chuyện này phải kết thúc, chứ bây giờ mình đi đâu. Thì ngài đang nói dạ anh đây nó rắc rối, mình đi chỗ khác. Ngài nói nếu đi chỗ khác mà nó vẫn tiếp tục như vậy mình sẽ đi đâu. Ngài đang nói dạ mình tiếp tục đi chỗ khác. Thì nếu bạn nói không, chuyện xảy ra đâu phải giải quyết cái đó, chứ không thể là giải quyết bằng cách trốn chạy như vậy. Và đúng như vậy, sau 7 ngày thì thấy chửi bới không có xi nhê gì hết rồi, họ cũng nản rút lui hết. Chỉ một phần là do cái Phật lực của Đức Phật, cái ánh mắt của ngài, cái giọng nói của ngài làm cho người ta bị nhũn lòng, người ta không có cái gan làm gì nữa. Đấy. Thì nàng nghĩ rằng thôi bây giờ sư phụ thì mình không tấn công được, thôi bây giờ mình tấn công đệ tử. Đệ tử là ai? Đệ tử là hoàng hậu Samavati, bây giờ quý vị nhớ chưa đó.
Thế là nàng tìm cách để mà hại Samapati. Thí dụ như là nàng nói xấu đủ điều, chẳng hạn như nàng biết Samapati không có sắc sanh, không có sắc sanh, cho nên bữa đó nàng nói với vua đó, nàng nói trời đó cô, từ xưa từ ngày mà cái bà này bà biết ông Sa Môn Cù Đàm rồi đó, là bà nói chuyện bà cứ nhắc tới cái ông sư phụ của bà, không còn bà coi bệ hạ tôi nói không có ra một cái một gram nào hết, thiếp mà thiếp thấy mà thiếp còn giận thay cho hoàng thượng, không tưởng tưởng tượng trên đời có một cái người mà không có biết điều, không có biết chuyện, sống như vậy nó quá tệ, chồng mình mà mình coi không ra gì, nói đủ điều hết. Mà vua cũng là một Phật tử cho nên vua nghĩ thì đệ tử tôn kính sư phụ là đúng rồi. Rồi bữa nó nàng nó để thế thiếp chứng minh cho bệ hạ coi, nàng mới cho người xách mấy con gà mà coi như là gà sống, gà mà còn kêu quát quát đó, gà mà còn nhúc nhích, gà mà còn chạy còn mà bươi được đó, nàng cho người xách mấy con gà tới giao cho Samavati, hoàng hậu này giao cho hoàng hậu kia, nói rằng vua rất là muốn ăn một bữa cơm có thịt gà mà càng tươi càng tốt, nhờ hoàng hậu gọi là nếu mà không tự mình nấu thì nhờ nhờ cái đám cung nữ đệ tử nấu giùm. Hoàng hậu vua đang cần ăn một bữa cơm gà ngon lành thì cả Samavati và nguyên đám cung nữ đều là thánh tu đồ quần hết, cái vị tưởng tượng con gà làm sao mà họ cắt cổ đây. Thế là bà từ chối, bà nói không không được, mà nó có một cái này nó mới ác cái nghiệp, nó khiến cái gì biết không, chứ thay vì như vậy gặp mình á, thì mình không dám giết, nhưng mà mình kêu người ra chợ mua mấy cái làm sẵn về mình nấu, là này không. Samavati hiền quá đi, nàng không có nhớ lời của Khổng Tử, lòng hại người không nên có mà lòng đề phòng thì chẳng có nha, nhưng mà nàng không biết cái đó cho nên nàng từ chối thẳng thừng luôn. Đấy. Thì Magandhaya mới nói với vua đó, đó bệ hạ thấy chưa, nói nấu cho bệ hạ, nó đâu có nấu, nhưng mà bây giờ bệ hạ của em nè, em nói nấu cho Sa Môn Gautama sư phụ của bà là bà nấu liền, thế là bà mới kêu người đem mấy con gà, cũng mấy con gà đó, nhưng mà đi dọc đường á bẻ cổ hết, cũng đem mấy con đó mà bẻ cổ hết á. Qua nó bây giờ đem nấu cơm như cúng cho Phật thì nàng thấy gà chết hết rồi, nàng bèn kêu mấy cô cùng nữ nấu, mấy gà bị bẻ cổ dặn không hết rồi thì làm được, thì nàng nấu để mà cúng dường để bác. Thì lúc đó thì bà nói bệ hạ thấy chưa, cũng mấy con gà này mà kêu kêu lên nấu cho bệ hạ, thì viện cớ này cớ kia nói không có giết thì nói tùm lum tới hồi nó cúng cho sư phụ á, thì làm liền à. Thì vua nghe vua cũng hơi sốc rồi đó, tuổi chứ đàn ông mà, nhưng mà thôi kệ, dù sao cũng là thầy trò người ta mà, không có gì bậy bạ. Rồi cái nhiều và nhiều chuyện lắm, rồi nàng phá nhà cãi cửa rồi đổ thừa cho Samavati, chuyện nó dài lắm mà có như vua cũng bỏ qua. Cứ là chỗ nào bị phá, chỗ nào bị cãi là vua cho người sửa lại, mặc dù nó đổ thừa cho Samavati nhưng mà vua vẫn cho sửa lại. Cuối cùng rồi nàng mới ra cái đòn đòn độc cuối cùng là nàng lấy con rắn, rắn độc đó, nàng bỏ vô ở trong cái đàn mà vua hay chơi đàn đó. Thì cái bữa nó vua vừa cầm tới cái đàn con rắn rớt ra, thì nàng mới chọc, nàng nói làm sao có rắn ở trong đây được, phải có người giết bệ hạ, muốn có ý giết bệ hạ ta mới bỏ rắn độc vô trong cái đàn này. Thì vua tới lúc này vua không còn chịu nổi nữa, vua mới là kêu người tới bắt nàng để mà giết. Thì vua giương cái cây cung lên, nàng vua bắn nàng đó, bắn nàng giận quá mà kêu nàng tới là ông bóc cái cung không bắn. Thì lúc đó nàng an trú từ tâm, vua toàn thân cứng đơ không có nhúc nhích được, không có cúng cứng được, là tay chân không có làm gì được. Thì lúc đó nàng mới nói vua bệ hạ hãy hướng cái mũi tên xuống đất đi thì mọi sự sẽ bình yên. Thì lúc đó, đó thì vua mới là hiểu là ngài nàng là người chân chánh tu hành, không có phải cái ý vậy, mà biết nàng là người giống như có cái nội dung tu hành học đàng hoàng đó, chứ không phải dân tào lao như bà kia bà Năm Thọc. Thì nói về cái nàng Magandhaya này, khi mà giận quá mất khôn, thế đã làm hết cách rồi mà không giết được người ta, nàng mới bèn kêu người tới, nhân cái lúc mà hoàng hậu Samavati và 500 cô cung nữ ở trên lầu á, nàng mới cho người khóa cửa bên ngoài, chốt cửa bên ngoài lại, rồi bắt đầu phóng hỏa đốt.
coi như cả 501 người bị chết trong trận hỏa tai đó, trận hỏa thiêu đó. Mà cái ví họ mở cửa họ ra, ra được bị khóa rồi, thì lúc đó nàng vẫn còn hy vọng vớt vát. Sau cùng nàng nói rằng ta đã từng dùng từ tâm để mà khiến cho vua không có bắn tên được. Sức mạnh từ tâm của ta rất lớn, thôi mấy em kêu mấy cô trung cung nữ, mấy em hãy ngồi xuống, mình là đều tu đồ quần hết mà, đâu có ngán gì. Nếu có về gì mình cũng có chỗ đi về đàng hoàng, nhưng mà trước mắt chúng ta có từ tâm, tất cả đều ngồi xuống để lại từ tâm thì lửa nó sẽ tắt. Nhưng mà trong kinh nói rõ luôn, bởi vì cái nghiệp xấu quá khứ đã đến lúc nó trổ rồi, cho nên nó là 501 nàng sơ quả tu đồ quần hết, cái như dốc lòng nhập định vào cái định gọi là định đại bi định. À quên, có ba cái loại đại định có thể giữ mạng người nhập định nha, nhớ nha, chỉ có ba thứ thôi. Một là nhập định bằng đề mục vô lượng tâm, à, vô lượng tâm. À, số 2 là thiền diệt, à, thiền diệt thọ tưởng, à, thiền tưởng định. Số 3 là thiền quả, à, có nghĩa là à, thánh nhân lúc này chỉ có một thứ tâm thánh quả, không có thứ tâm nào khác. À, nhớ nha, đây là ba cái loại mà đại định có thể giữ mạng cái người nhập định á. Một là nhập định mà này một vô lượng tâm từ bi hỷ xả, hai là diệt thọ tưởng định. Là sao? Tức là cái vị thánh mà muốn nhập cái loại định thứ hai này nè là phải đắc tối thiểu là từ tam quả a na hàm, à, tối thiểu đó, còn không nữa là phải a la hán. Đó là nói về thiền quán. Còn thiền chỉ là phải đắc phi tưởng, phi phi tưởng tức là cái tầng thiền định cao nhất của vô sắc á. Cái tầng này cái tâm nó rất là vi tế, có như không, không như có, không mà là có, mà có như là không đó. Thì phải lấy hai cái này cộng lại nó rồi mới có một lời nguyện là kể từ bây giờ trong vòng 1 phút, 2 phút, 1 ngày, 2 ngày, 5 ngày, 7 ngày ta sẽ không có tâm thức trong đúng thời gian đó, vì nó không có tâm, thân xác hoàn toàn như là một cái xác chết 100% nha. Đó gọi là diệt thọ tưởng định. Mà tại sao vị thánh lại nhập cái đó là bởi vì khi nào cần nghỉ ngơi đó, cái ngày nhập gọi là định này, để cho hoàn toàn gọi là không còn nghĩ ngợi gì, không còn cái chuyện gì để làm, bởi vì mình đã là một cái xác chết trong suốt 7 ngày hoặc 1 ngày. Như Đức Thế Tôn đó là ngày ngày từng nhập thiền diệt này trong có 1 phút, 1 phút thôi. Vì sao? Là bởi vì lúc trước khi nhập Niết Bàn á, theo cái 30 lệ chư Phật, thì trước khi nhập Niết Bàn á, trước khi viên tịch đó, thì chư Phật phải nhập lại sức và nhập lại tất cả các loại định mà mình đã chứng. Đó, sơ nhị tam tứ thiền sắc giới, rồi 4 tầng thiền vô sắc giới là 8, diệt thọ tưởng định rồi thiền quả là 10, coi như là các vị phải nhập liên tục và liên tục nha, 2.400.000 lần như vậy nha. Đó, thì bây giờ mình trở lại ba loại định này. À, tức là nhập định mà bằng cái đề mục từ bi hỷ xả, nhập định bằng tâm thánh tâm quả đó là sao ta? Tức là một vị thánh mà muốn nghỉ ngơi mà rốt ráo đó thì nhập diệt thọ tưởng định. À, nhưng mà cái này là phải từ tam quả trở lên mà phải cộng với là cái trình độ phi tưởng hơi khó. Còn cái thiền quả là vị thánh nào cũng được, tức là khi nào nghe mỏi mệt quá, thí dụ như về ngại nan đó, trong chú giải nó ngại nan, khi nào ngày mình nằm nghỉ bằng cách là mình ngáp ngáp 2-3 cái là mình ngủ luôn đấy, còn ngày thì không. Thì có 2 lựa chọn, một là ngày nằm ngủ như mình, hai là ngày muốn nghỉ ngơi mà bằng thiền quả đó thì ngày sao ta, ngày ngồi xuống ngày theo dõi hơi thở, hoặc là theo dõi một cái cảm giác gì đó trên thân, ví dụ như là ngứa nực mỏi tê, ví dụ như vậy, 4 trong 1 trong 4 niệm xứ, ngày theo dõi xong xuôi à, ngày thấy ờ đây là danh, đây là sắc của vô ngã, ngày chỉ cần có 2 giây để ngày làm chuyện đó thôi. À, và ngày chú nguyện là kể từ bây giờ ta sẽ sống bằng tâm quả.
thì coi như mình đắc cái tầng quả nào cao nhất, thí dụ như mình đắc tu đà quần thì tu đà quần là cái quả vị cao nhất, còn nếu mình đắc quả a la hán thì quả vị la hán là quả vị cao nhất. Thì lúc đó khi mình đã chú nguyện như vậy rồi, sau khi quan sát danh sắc trong vài giây thì tâm lập tức, tất cả các thứ tâm lập tức biến mất, chỉ nhường chỗ cho một thứ tâm duy nhất, đó là cái tâm mà mình, tâm thánh mà mình đã đắc. Đó, nhớ nha, cái đó gọi là thiện quả, nhớ nha. Các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Rồi, cảm ơn. À, thì nàng Samavati cùng với 500 cô hầu coi như ngồi xuống xếp bằng, à, và an trú vào trong định. Nhưng mà trong chú giải có ghi cái này mới ghê đó chứ, trong chú giải ghi thế này gọi là, trong chú giải có ghi cái này, có ghi cái đoạn này, bây giờ đi tìm ông Bali nó mệt quá vậy nè. Để cho phải cho coi cái Bali nó mới sang, chứ còn không có Bali nó cũng khó lắm. À, trong Bali nói là do cái gọi là Uppilika. Uppilika Kamma tức là chướng nghiệp, chướng nghiệp. À, nên coi như là không thể nhập định, dễ sợ chưa. À, tâm hướng đến cái đề mục từ bi, từ bi, nhưng không vào định được, tâm cứ rời rạc như một nắm trấu. Nắm trấu tiếng Bali kêu là phú sa, phú sa mút, thì dễ sợ chưa. Đó, tức là mà mấy nàng này bị cái nghiệp gì vậy ta? À, bây giờ để tôi giải thích cái chữ chướng nghiệp là gì. Nghiệp nó có nhiều loại, ở đây mình kể nó nhiều cách kể, mà ở đây có cái cách kể nói về cái function, là cái chức năng của nghiệp đó. Nghiệp mà kể theo cái chức năng ấy, có bốn, đó là sanh, trì, chướng, đoạn. À, sanh nghiệp là sao? Sanh nghiệp là Janaka Kamma, tức là nghiệp tạo ra, à, cái chưa có. Rồi thứ hai là trì nghiệp, à, là Upatthamphaka Kamma, tức là nghiệp hỗ trợ và nuôi lớn cái đã có. À, nhớ nha. Cái sanh nghiệp đó là nó nghiệp. Bây giờ nghe nè, vì có sanh nghiệp cho nên, à, mới có cái bầu thai đó, rồi mới có cái đứa bé đó, mới gọi là sanh nghiệp. Còn trì nghiệp là gì? Tức là nhờ có cái nghiệp riêng của đứa bé đó mà đứa bé đó bị bà mẹ luyện ở đâu nó cũng không có chết, cho nó uống nước cơm mà nó vẫn lớn lớn bổng, mập ú tay chân vẫn ba ngắn bốn ngắn như là uống sữa bột của thụy sĩ, có hiểu không ta? Đó là trì nghiệp, có nghĩa là sanh nghiệp là nó tạo ra cái chưa có cho có, còn cái trì nghiệp là nó hỗ trợ cho cái đã có rồi được lớn mạnh, để nó gọi là trì nghiệp nha. Ví dụ như mình bị ung thư, lẽ ra mình đã lăn đùng ra mình chết rồi, nhưng mà nó cứ kéo cù cưa cú cưa cù cưa cú cưa, à, do nghiệp thiện nó kéo hoặc là do nghiệp ác nó kéo. Nghiệp thiện nó kéo mình đừng có chết, à, còn nghiệp ác nó kéo á, là để cho mình kéo dài cái thời gian chịu khổ. Nói chung rung nghe hiểu không ta? Khổ quá khổ, nó gọi là trì nghiệp, có nghĩa là nó kéo dài, nó duy trì, nó hỗ trợ cho cái đã có. Cho nên đừng có thấy một cái bà nó bị ung thư mà tại sao bà kẹp bà lết được 2 năm, còn kia ung thư từ lúc phát hiện đến lúc ông chết nó chỉ có 3 tuần thôi, thì cái đó cũng chưa biết cái đó là hên hay xui.
vì sớm muộn gì cũng chết, này con lại bố đi sớm cho con nhờ nha, chứ còn cù cứa 2 năm nó đau le lưỡi lòi mắt luôn, mà sống làm cái gì mà nó vừa sợ mà nó vừa đau, kéo dài thời gian chịu khổ nha. Nhưng mà đó là cũng là dạng trì nghiệp đó, tức là chính cái trì nghiệp nó hỗ trợ cho mình được sống thêm, mà cũng có thể là cái trì nghiệp đó là bất thiện, nó hỗ trợ cho mình thêm thời gian chịu khổ đó, đó là trì nghiệp. Còn chướng nghiệp là gì? À, thứ ba là chướng nghiệp. Chướng nghiệp gọi là ấp vi lắc cát cầm má, có nghĩa là cái loại nghiệp gây cái trở ngại cho cái đã có. Bây giờ hiểu chưa? Bây giờ để giải thích cái thứ tư thì nó mới xong, nó mới thông cái này. Còn đoạn nghiệp á là ô bạch chê đá cầm á, có nghĩa là nghiệp có cái chức năng cắt đứt kết thúc cái đang có. Wow, đó. Ví dụ như bây giờ tôi đang làm hoa hậu, tôi đang làm hoàng đế, tôi đang làm trụ trì, tôi đang làm một vị thiền sư nổi tiếng, ví dụ như vậy, thì tự nhiên do cái đoạn nghiệp bùm một phát là chết liền. Đó, cái đoạn nghiệp như vậy. Hoặc là những khi do phước nhiều quá, do phước tôi nhiều quá, cái hoàn cảnh sống hiện tại nó không có đáng với tôi nữa, cho nên nó phải xén ngang cái nghiệp đó để cho tôi chết, để tôi sanh về chỗ tốt hơn. Thí dụ như ngạ quỷ hoặc chúng địa ngục, khi mình nó hết cái nghiệp mà chịu khổ rồi đó, mà lúc đó nhận được phước hồi hướng thì nó phải chết ngay lúc đó để nó đi lên, đó là đoạn nghiệp nha. Nhưng mà cũng đôi khi đoạn nghiệp đó là nghiệp bất thiện đó, cái này nó cắt đứt, nó không cho mình tiếp tục được hưởng cái phước đó nữa, là đoạn nghiệp. Còn cái chướng nghiệp đây là gì? Có nghĩa là cái nghiệp nó gây trở ngại à, tức là lẽ ra là mình được học hành đỗ đạt rồi, mình có nhan sắc rồi, mình thông minh rồi, giàu có, mình ngon lành hay không, tự nhiên cái đang đẹp ngon lành như là được một đại gia sáp vô làm quen, cái mình bị tạt xít. Vì nghĩ thì sao, đẹp coi như nguyên cái làng này là đẹp nhất chuồng á, mình đẹp nhất chuồng nha, học hành rồi có như tương lai rồi, như là bao la lộng lẫy lấp loáng lung linh lấp lánh, rồi tự nhiên cái là mình bị đánh ghen, là cái mặt mày mình coi như má nhìn không ra đó, nó cũng là một cách. Hoặc tự nhiên mình bị bạo bệnh, nó có cái bệnh gì đó làm mình bỏ dở học hành rồi hẹn hò rồi cũng bỏ luôn để mà đi chữa trị, rồi đầu trọc lóc rụng rồi da dẻ thay đổi, đó gọi là chướng nghiệp. Nói chung là cái đang có không có được phát triển ngon lành, gọi là chướng nghiệp. Như vậy tổng cộng là 4 loại nghiệp: sanh, trì, chướng, đoạn. Có nghe rõ chưa? Thì ở trong đây nói là cái trường hợp nàng nó là vừa chướng đoạn, chướng nghiệp mà vừa là đoạn nghiệp. Vì đoạn nghiệp mà nàng, vì đoạn nghiệp mà nàng phải chết à, mà vì chướng nghiệp nên không thể nhập định. Rồi à, rồi sẵn ở đây nhớ luôn, các vị có nghe cái chứng chướng không? Cái chữ chướng đó avarana là chướng ngại đó, có 3 chướng đó. Giờ mình cứ nghe nói mà mình không có biết à, bây giờ sẵn là mình học luôn. Có 3 chướng: một có là nghiệp chướng đó, Phật tử Việt Nam hay nói cái nghiệp chướng mà không hiểu khỉ móc gì đấy, bắt chước người ta nói nghiệp chướng. Tiếng Pali là kamma varana, có nghĩa là một cái ác nghiệp, một cái ác nghiệp nghiêm trọng nào đó khiến thân tâm ta bị ảnh hưởng ghê gớm. Thí dụ như thí dụ như mình đang khỏe mạnh như vậy, nhưng mà vì mình tạo một cái nghiệp nào đó quá sức đi, cho nên mình bị trọng trọng bệnh. Các vị xem thêm kinh ở trong, xem thêm ở trong chú giải pháp cú, chú giải pháp cú nói rằng người mà vu cáo hay phỉ báng
cái bậc mà khả kính á, sẽ bị gọi là 10 đại họa như tai nạn, hoặc là chết bất đắc kỳ tử, rồi bị sa đọa, rồi cái bị tai tiếng, hoặc là pháp luật, hoặc là trọng bệnh. Wow, nhớ nha, nhớ nha. Mình thù ghét người ta. Tôi nhớ hoài một câu này: khi thân nhau kể hết bí mật cho nhau nghe, tới hết thân nhau rồi khai quật bí mật của nhau. Nhớ cái đó. Mình khi mình giận mình ghen gì đi nữa, mình nhớ đừng có làm nó giận cách mấy, ghen cách mấy nha, ghét cách mấy, thù cách mấy, đừng làm nó độc lắm. Thì cái người mà mình ra tay đó, mình không biết họ là cái cỡ người nào. Trong mắt của mình thì họ là người không ra gì, đúng, nhưng mà tốt nhất đừng đụng ai, bởi vì xin nói rõ luôn, đó là một con chó, có thể nó là vị Bồ Tát, chứ đừng có nói chi là một con người. Cho nên giận ai là giận thì quên được thì ráng quên, chứ còn đừng có ra cái đòn độc mà lỡ nhầm ngay cái người mà họ có đức độ thì đời này cất đầu không lên nha. Thì trong chú giải pháp cú có nói thế này: người vu cáo mà phỉ báng các bậc khả kính thường bị 10 cái đại họa, cái như tai nạn nè, bất đắc kỳ tử nè, chết rồi bị đọa nè, còn sống bị tai tiếng nè, bị dây dưa pháp luật, hoặc là bị trọng bệnh. Wow, bị trọng bệnh nhớ nha. Cái đó gọi là bốn loại nghiệp là sanh trì chứng đoạn đó. Thì cái đầu tiên là cái nãy tôi đã nói bốn loại nghiệp riêng, bây giờ tôi đang nói ba chướng đó. Thì cái chướng thứ nhất gọi là nghiệp chướng, tức là khi mình đã gây ra một cái ác nghiệp lớn nào đó thì mình sẽ bị thân tâm ảnh hưởng. Thì tâm ở đây là thân, ở đây là gì, là bị tai nạn, bị chết, bị trọng bệnh nha. Còn tâm á là tâm bị tai nạn là không thể học hành, không thể tu tập, không thể đắc chứng. Nhớ nha, nó gọi là tâm bị tai, tâm bị nạn đó, nhớ không? Đó. Còn cái thân bị quả đã nói rồi, đó là gọi là nghiệp chướng. Số 2 đó là quả chướng. Wow, quả chướng, nghiệp chướng, học quả chướng. Bữa nay bài học này, mấy bài học này quan trọng nè, gọi là Vipaka Varana. Vipaka, đúng là phải đọc Pali, đọc Vipaka, Vipaka Varana. Nhưng mà trong cái room này ghê, là mình cái đọc cho nó ngang ngang, cho nó dễ nhớ, đọc như tiếng Tây Ban Nha vậy đó. Quả chướng là do nghiệp xưa mà nay phải phải sao ta, đầu thai bằng tâm xấu, hoặc có thân tâm dưới tiêu chuẩn bình thường thì gọi là quả chướng, nhớ nha. Đó là sao ta, quả chướng là do cái nghiệp xưa, cái nghiệp chướng là ngay bây giờ một ác nghiệp nghiêm trọng nào đó. Phải, nghiệp chướng là chuyện kiếp này, phải ghi rõ nha. Còn quả chướng là chuyện từ kiếp trước, không biết nói là hiểu không ta? Alo, biết hiểu không? Nghiệp chướng á là chuyện ngay bây giờ nè, ngay bây giờ là do tôi giết cha giết mẹ nè, đốt chùa nè, giết tăng nè, phỉ báng tam bảo, phỉ báng người ơn, phỉ báng người đáng kính. Cho nên kiếp này tôi không có, tự nhiên hồi xưa giờ tôi thông minh lắm mà bây giờ tự nhiên sao tôi học nó không có tập trung, chánh niệm không có tập trung, rồi không đắc đạo, không đắc thiền gì hết. Đó là quả, đó là nghiệp chướng. Còn quả chướng là do cái nghiệp xưa mà bây giờ tôi sanh ra, đó là sao ta, dị tật thiểu năng bẩm sinh, tâm thần đồng ảnh. Biết trong đó mình biết tâm thần đồng ảnh không, tức là tâm thần một mặt á, ngồi đâu chảy nước miếng ở đó, mắt lờ đờ, hứng thì cười, buồn thì khóc, mắt ngó lên trời, nói chuyện lâm râm như là đang tiếp xúc với gọi là thái thượng lão quân diêu trì dương mẫu vậy đó. Có ngày cứ khờ khờ, cười cười gật gật, chảy nước bọt nước mồm nha. Thì cái đó gọi là quả chướng, tức là do cái nghiệp chướng này trước mà bây giờ tôi sanh ra đầu óc khù khờ, cơ thể thì trọng bệnh có vấn đề, đó gọi là quả chướng. Rồi cái thứ ba đó là phiền não chướng. Cái thứ ba là cái phiền não chướng, gọi là ký lê.
Kilesavarana có nghĩa là khi mà một cái loại phiền não nào đó mãnh liệt quá thì ta cũng không làm gì được. Nhớ nha, bây giờ nghiệp chướng á là tôi là trong kiếp này nè, là tôi có tạo một cái trọng nghiệp gì đó, một cái ác nghiệp tội lỗi ghê gớm tác động lên. Còn quả chướng là do cái nghiệp đời trước, cho nên bây giờ tôi sanh ra, nãy giờ tôi đã nói rồi, đầu thai bằng cái tâm trời ơi, rồi thân tâm tôi kiếp này có vấn đề, tôi cũng không có giống ai. Rồi cái số 3 là phiền não trước, có thể là tôi không bị hai cái trước nhưng mà tôi bị cái ba. Phiền não trước là sao? Do cái tánh tôi ganh tị quá nặng đi, cái tánh tôi bỏng sẻn quá nặng đi, cái tánh tôi ham tiền háo sắc quá nặng đi, cái tánh tôi nóng nảy quá nhiều đi nha, đó là kiến quá nặng đi nha. Cho nên là tôi không có học hành gì được hết. Trường hợp này được gọi là phiền não chứ. Và trường hợp này tôi nhớ không lầm, hình như tôi gặp nhiều nha, tôi gặp hay nhiều. Cái gặp hơi nhiều có nghĩa là mình thấy cái người đó họ đang rất là dễ thương, mà chỉ vì cái tánh ganh tị á, là coi như bao nhiêu cái dễ thương, bao nhiêu cái trí tuệ, bao nhiêu đức tin là đội nón đi hết á, là họ lo họ ganh tị, họ ghen ghét người khác thôi. Và có người cái tánh bỏng sẻn nặng quá, đang vui vẻ mà chỉ cần mà họ phát hiện ra là họ tốn kém một cái rồi, đó là coi như là tam bảo cũng vất xó. Tam bảo cũng vất xó, vì họ họ biết họ vừa bị tốn tiền đó, vì một lý do nào đó họ bị tốn tiền là họ nổi điên lên. Thí dụ như tôi ví dụ thôi, thí dụ như bây giờ là nguyên một đám đi hành hương, đi cúng thập tự, đi dân y đi, họ thôi đức tin của họ là thôi đã lắm, tràn trề rồi, họ nói đạo nói pháp nghe sướng lắm. Nhưng mà tới lúc mà tính cái tiền mà thuê xe, cái tiền khách sạn, tính soạn biết mà họ thấy hình như họ cái phần của họ họ trả hơi nhiều so với người khác, mà họ vốn dĩ rất là kẹo. Trời đất, cô chỉ vì cái kẹo của nàng mà coi như là nàng đào mồ cuốc mã, họ hàng hang hốc đối phương, nàng không chừa một cái gì hết. Tôi đang lựa một cái phiền não mềm nhất, nhẹ nhất, đó là phiền não bỏng sẻn đó. Còn háo sắc, ham tiền, tham ăn, háo danh, tham quyền, đó là tất cả những cái đó đó là coi như là hả. Từ ví dụ mà chàng á thì trong rung sẽ hỏi tại sao mà không là nàng, mà hễ tôi nói nàng á thì trong rung hỏi tại sao không phải là chàng, nó khổ như vậy. Vậy đó là lý do tại sao mà nhiều tôi nghĩ tôi là chắc làm người là đồng tính đó, mà nó yên tâm. Cái gì hả, mình xách nàng ra đó thì người ta nói mình phân biệt, mà xách chàng ra người ta cũng nói phân biệt, nó khổ vậy đó. Mình nói cửa nào mình cũng dính. Ok rồi, như vậy là tôi vừa giảng xong bốn lượng nghiệp và giảng xong ba loại chướng nha. Mai mốt là mơ mở miệng ra mà nói ô cái nó nghiệp chướng là phải biết, ồ nó có chướng tới ba loại chướng nè. Một là nghiệp chướng có nghĩa là đời này làm một cái tội ác kinh hoàng khủng khiếp nào đó, từ đó nó ảnh hưởng đến thân và tâm của mình, đó là nghiệp chướng. Còn quả chướng là do một cái nghiệp xấu đời trước, cho nên đời này ta phải tái sanh bằng cái tâm trời ơi. Thí dụ như là mình làm con chó con heo, với cái tâm đầu thai mà ly trí thì coi như đừng hòng mình đắc đạo đắc thiền nha. Hoặc là vì cái quả trước mà đời này sinh ra mình bị dị dạng, bị bệnh tật trọng bệnh đó. Rồi còn cái phiền não chướng là đã giải thích rồi, một thứ phiền não nào đó đột nhiên quá mãnh liệt thì coi như mình cũng là không làm ăn gì hết. Rồi xong đó, thì cái nguyên cái nắm Samapatti này là vì cái bị cái chướng nghiệp, họ không có nhập niệm định được. Mà trong kinh trong chú giải nó rõ, gọi là cái tâm của họ gọi là phú sát mất thí quỷ á, quỷ kia thí, nó giống như là nguyên nắm trấu vậy đó, nó không tập trung được, không có gom được, dễ sợ như vậy nha. Rồi mà do cái nghiệp gì mà dễ sợ vậy ta, cái nghiệp gì mà bị chết cháy ghê vậy ta. Như nhiều năm về trước ở Đà Nẵng nó có một cái lò bánh mì, quý vị biết không, mà ông chủ ông thuê mười mấy người 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 làm công đó, làm bánh mì, và ông sợ người ta lấy đồ của tiệm của nhà của cái cơ sở đó, cho nên là làm xong nhân công ổng nhốt nhân công ngủ đó, mà ở ngoài khóa cổng, mà chung quanh ổng lấy lưới B40 ổng rào kín hết lại này. Rồi cái gì có biết không, đêm đó điện nó chập nó cháy,
coi như là những người khách bên dưới đường họ nhìn thấy mười mấy người nhân 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 công của tiệm bánh mì đó quỳ lại, quỳ ở trong bên trong nhà quỳ lại xin cứu. Nhưng mà quý vị biết sắt mà cái lưới lưới thép B40 làm sao mà cắt được, mà họ cắt kiểu gì, nó trên lầu làm sao mà cắt, phải bắt thang lên. Mà Việt Nam mà nó dây điện chằng chịt mà bắt không khéo nó giật cho mà chầu tiên tổ luôn nha. Cho nên ở dưới người ta chỉ nhìn thôi, còn trên là mười mấy người đứng quỳ lại nhờ người dưới cứu giùm. Nhưng mà không được, cửa thì ông chủ khóa. Tới lúc mà ông chủ ông hay được rồi, ông tới là coi như là mười mấy cái xác nó cháy đen này quý vị biết không. Và ông chủ sẽ đó bị điên luôn quý vị. Và cái ngôi nhà nó coi như thành trở thành một địa chỉ rùng rợn ở Đà Nẵng. Có nghĩa là mười mấy người chết thiêu mà. Chết trong cái sự sợ hãi và oán hờn, căm hận á. Có những cái chết thương tâm như vậy thì 500 người này là chết một cách phải nói thê thảm, nhưng mà đều là thánh hết á. Cho nên nó là chết rồi dĩ nhiên về trời, phải không? Chết là ngon lành đó, nhưng mà chết đau đớn. Vì đâu vậy? Là vì nhiều nhiều kiếp trước đó thì nàng Samavati cũng là một cái cô vương phi. Vương phi mà cùng gọi là 500 cô gọi là cung nữ hái hoa bắt bướm ở bờ sông. Đó, phải ghi vậy đó. Vương phi cùng 500 cô cung nữ thì hái hoa bắt bướm cho đã, rồi cái nghe nực rồi mới kéo nhau đi tắm. Đi tắm tắm xong rồi lên, rồi cái lạnh quá rồi mới đốt cỏ khô á, để mà sưởi hơi 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 ấm. Thì chắc là chắc nóng ở đây, nhưng mà nó cháy lan, xong rồi nó cháy luôn cái bụi rậm luôn mà kế bên nó luôn. Ở người châu Á mình có cái tật ẩu đó, chứ Âu Mỹ là đốt cái kiểu đó là nó bỏ tù cho mọt gông luôn đó. Còn đằng này là mình cứ thấy mà được được là cứ châm lửa đốt cháy. Thì khi mà nó cháy rụi cái bụi rậm đó, nó mới lòi ra một vị Phật độc giác đang ngồi nhập định bên trong. Mà ngài coi như là ok, mình mấy ngày là coi như tro than đầy hết rồi. Nhưng mà trong kinh nó chỉ lúc đó ngài đâu có tâm đâu, cho nên là ngài giống như một cái xác chết vậy đó, mà mình mấy thì tro than đen thui vậy đó. Thì mấy cô này cũng thấy mặt thì cũng biết ngài là cái vị mà thường mỗi bữa nó vua thỉnh vào cung cúng dường, đúng họ nhìn mặt họ biết. Nhưng mà ngày sống chết thì họ không có biết, mà thấy ngày còn còn như vậy thì họ nghĩ là bây giờ sống chết chưa biết, nhưng mà nếu để ngày còn sống mà ngày mai mà ngày vô ở trong cung mà ngày nói lại là chết. Cho nên lần đầu tiên là do sơ ý, trong room nghe kỹ nha, lần đầu tiên là do sơ ý. Nhưng mà khi phát hiện ra ngày rồi thì cả chủ lẫn tớ mới bàn nhau thế này, đã làm cho tới đó. Vì xưa nay trên đời chỉ có một hạng người duy nhất là kính miệng thôi, đó đó là người chết đấy. Thế là lần một thì do sơ ý mà đốt bụi rậm, nhưng mà lần hai đó là nguyên đám đi gom củi khô về chất chung quanh cái bụi, cái chỗ mà cháy mà dở dang đó. Kỳ này chơi chơi thiệt à, coi như đốt, coi như tưng bừng, coi như là lửa cháy ngút trời. Thấy cái đống lửa đó là các nàng yên tâm là không có cách chi mà vị đó còn sống được. Nhưng mà họ không có ngờ là sau 7 ngày thì ngài đứng dậy, ngài chỉ phủi thôi. Bởi vì trước khi ngài nhập ngài đã chú nguyện rồi, vị nào cũng vậy, nhập thiền viện đều phải chú nguyện là y bát vật dụng cá nhân của ta sẽ nguyên vẹn cho đến khi ta xả định nha. Cho nên là ngài đứng dậy này, ngài mọi thứ còn nguyên, ngài cứ phủi 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 vậy đó, rồi là coi như là đi xuống sông tắm rửa rồi bình thường. Đại khái như vậy. Thì 500 chủ tớ này khi mà chết rồi, nó do cái nghiệp gọi là cố sát một vị độc giác, dầu ngài không có chết, dầu ngài không có chết vì cái đống lửa đó, nhưng mà do cái lòng cố sát đó, cho nên cái gì có biết không, gọi là đi địa ngục, gọi là múc mùa lệ thủy. Rồi tới lúc mà trở lên làm người là cứ quẩn quẩn là bị chết cháy, mà cứ rảnh rảnh là bị chết thiêu, mà suốt nhiều kiếp như vậy nha, nhiều và nhiều kiếp như vậy. Thì đến cái kiếp mà gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì nàng là Samavati Hoàng hậu trở thành ra là vị đệ nhất tín nữ về từ tâm. Người ta lắp tên vào cung bắn đi mà coi như toàn thân vua không nhúc nhích, có nghĩa là cái từ tâm của nàng nó đạt tới cái mức gọi là tầng thứ 9 luôn á. Tầng thứ 9 luôn.
coi như là tình tiện tế chỉ đó. Nhưng mà không không ngờ rồi tới giờ cuối đó, khi miễn nghiệp mà ác mà nó trổ rồi đó, thì cái đại định từ tâm nó nhập không nổi, gọi là phút samut thiên viá xa dừng xuống, lúc tâm nhập thiền mà nó giống như là cái nắm trấu rồi đó, nó mới gom lại được nha. Nhớ cái đó rất là quan trọng. Rồi bây giờ đó, cái đó là, cho nên nó là dầu sao thì Đức Phật cũng vẫn phải nhìn nhận nàng là đệ nhất tín nữ về từ tâm. Nhớ cái đó. Còn mà trớ trêu là cái người mà đang nhập định từ tâm thì không có chết vì lửa, vì thuốc độc, vì vũ khí, vì dao nhọn, nhưng mà nàng lúc đó nàng nhập không được, thế là nàng phải chết. Rồi tiếp theo là cái câu chuyện gọi là Uttara Nanamata. Uttaramata biết mấy giờ rồi ta? Wow, bây giờ còn có mấy 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 Ê, mấy 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 phút nữa thôi à. Thì tôi kể nhanh nhanh đi ha, chuyện này chuyện phong thần nha, chuyện phong thần. Tức là có một cái ông thời Đức Phật có một cái người, hơi khỏi ghi được mệt rồi. Có một người làm công tên là Pinhas. Ông này là ông làm công, rồi bữa đó ông đi làm cây cày thuê cho chủ đó, mà trong lúc đang cày thuê vậy thì vợ chồng ông gặp ngài Xá Lợi Phất. Ngài lúc ngài mới vừa xả cái định mà diệt thọ tưởng xong đó, họ cúng dường cho ngài và họ được là quả báo như trước mắt, đó là nguyên cái miếng ruộng mỏ cày nó làm ra là vàng hết. Thì vua nghe như vậy, vua mới cho người tới tịch thu. Nhưng mà hễ người của vua đó mà là sách cái cuốc, mà sách cuốc sách giá mà sắn xuống thì đất trở về đất, mà chỉ riêng hai vợ chồng này thọ tao xuống lấy thì vàng nó mới là vàng. Thì lúc đó vua mới biết là cái phước của họ. Vua hỏi han họ đã làm cái công đức gì mà được vậy, thì họ nói chắc tôi mới cúng cơm nhưng ngày sẽ lại phát, còn cái chuyện gì mà ra tôi không biết. Vua nói ok như vậy được rồi, kể từ đây về sau đó rồi với cái số vàng này nè thì trẫm sẽ đem về, trẫm sẽ các khanh cứ lấy tay của mình mà lấy đi, thì trọng người có đấm lấy được, các khanh cứ lấy giùm rồi họ chất rồi trở về để giữa cái thành phố đó. Rồi mới vua mới bố cáo thiên hạ, nói rằng với cái số tài sản như vậy thì cái anh làm công này đủ để trở thành triệu phú. Hồi xưa cái lạ như hơn mình, bây giờ mà anh nay muốn giàu giàu cũng nghèo nghèo không cần bố cáo, nhưng mà đời xưa đó thì trong kinh ghi, đời xưa ở Ấn Độ đó, thì cái chuyện mà là triệu phú tỷ phú đó là một thứ chức vụ mà nó mang cái tính xã hội hơn là mang cái tính triều đình. Tính triều đình ví dụ như hồi xưa mình làm bộ trưởng, mình làm tể tướng, mình làm tướng quân, mình làm nguyên soái, bla bla, đó là chức vụ của triều đình. Còn cái chức vụ mà nó mang cái tính cách mà dân sự xã hội đó, ví dụ như mình tự nhiên trong cái làng đó mà mình được dân chúng họ nể thương, họ kính phục, thì mình cũng được gọi là cái nhà đại thiện tâm, ví dụ như vậy. Hoặc mình giàu quá thì vua sẽ xác nhận cho mình đó là mình đã gọi như là triệu phú tỷ phú. Còn Việt Nam mình hãy có cái gì lạ lạ là bên cái quỷ ban mà kỷ lục nó tới, nó viết nó phán trong cái tờ giấy, cái chùa có cái chuông bự nhất, cái chùa có bức tượng Lộ Thiên to nhất, chùa đó. Còn ngoài đời ví dụ như là cái đình cái miễu lâu năm nhất cái gì đó, ví dụ cái gì nó cần đó, cái hành chánh. Thì ở đây cũng vậy, ông này sau khi ổng giàu có rồi thì ổng mới là nhiều người tới để mà làm thông gia gả con. Ổng có hai người con, ổng có một vợ ổng và con gái ổng, thì cả hai người đều tên Uttara hết nha. Thì người con gái của ổng mới về sau là trở thành ra một người cư sĩ, một người tín nữ. Để coi cái hộ trì Phật pháp. Và nàng á là nàng cũng đắc quả Tu Đà Hoàn ha. Nàng đắc quả Tu Đà Hoàn, tôi kể vắn tắt thôi, đắc quả Tu Đà Hoàn và
Đặc biệt á là nàng á là đắc sơ quả và biệt chuyên về gọi là đề mục từ tâm thường xuyên sống thường xuyên nhập định để hưởng thiền lạc hơn bất cứ tín nữ nào nha, bất cứ tín nữ nào nên là được Phật tuyên dương là đệ nhất thiền giả. Chayi, thiền giả là Chayi, có nghĩa là trong số những cái người tín nữ mà đắc thiền ấy, thì không có ai, không có ai mà bằng nàng, không ai mà bằng nàng Di. Tính đắc, người ta đắc người ta bỏ đó, còn riêng nàng là đắc xong rồi nàng an trú trong đó nha. Thì nhờ vậy đó mà quên hồi nãy tôi có một cái chuyện mà cũng quan trọng hồi nãy tôi quên kể, là nàng đó là khi mà nàng cha của nàng đó mà coi như là từ một người làm công mà trở thành triệu phú á. Thì nhiều người tới mai mối rồi cuối cùng thì gả lấy chồng. Lấy chồng xong mà lấy chồng mà người chồng không có biết Phật pháp gì hết, nhớ nha, chồng không có Phật pháp gì hết. Và rồi cái nàng không có cơ hội, nàng không có cơ hội để mà cúng dường đến Đức Phật và Chư Tăng, nàng buồn lắm, nàng mới về nàng mới than với cha. Biết trong rừng nghe kể không ta, trong rừng có nghe không, cha giàu rồi để tôi ghi tắt nha, con gái lấy đại gia nhưng không có dịp lễ Phật đó, cha giàu. Mà trong đây mà mình nếu mà ước gì mình có cái dịp nào mà ước hả ước mà làm á thì tôi là người mệt. Chứ ở đây trong cái câu chuyện này nó có những cái mẫu câu tôi rất là thích, ví dụ như là một bước lên mây. Khi mà ông này từ là một người làm công rồi 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 ông trong một ngày mà ông có một số lượng vàng lớn vậy đó, cậu đó đựng vua cho làm đại 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 đại, đại, đại phú gia, thì nhiều người tới xin lấy con gái của ông thì ông từ chối để gấp quá mà có ngàn buổi mà biết mặt mũi ra sao, tánh tình ra sao mà gả. Thì khi mà ông từ chối vậy thì người ta mới 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 nói là ông á, chị ông đâu có phải là cao sang quyền quý gì, chỉ có một bước lên mây thôi, ê cấp bà hà ri nát, một bước lên mây thôi. Mà bây giờ ông làm chậm chảnh, cái chữ chảnh nó ghê, bây giờ ông chảnh ông không có thèm. Mình giống như có con gái mà để như cái hũ mắm mà để nó ông thờ hay sao. Ông nói không phải, tại vì cho tôi tìm hiểu rồi tôi mới gả con, ai ngờ ông gả nhầm với gia đình không có đức tin gì hết, rồi cô con gái cũng mới buồn quá. Cô con gái buồn quá, cô con gái than với cha đó, cha là ông mà một bước lên mây á, than với cha. Rồi cái đó ông bố gửi cho con rể một số tiền lớn, bảo hắn tìm danh kỹ để vui chơi, để yên cho con gái mình có cái thời gian mà lo cái chuyện tâm linh. Biết nói hiểu không ta, biết bị hiểu chưa?
ông bảo thì ông bảo ông con gái nó là con của ông mà làm công đó, than với cha, ông cha mới gửi cho thằng rể nó giàu lắm, nhưng mà ổng chơi sang, mà ổng giàu quá giàu đến chơi sang, ông mới gửi cho con rể ông một số tiền lớn. Xong xuôi rồi ông kêu cái con đi tìm mấy con nhỏ mà gái gọi ca va danh kỹ cái giống giải gì, người mẫu ca sĩ diễn viên gì đó, con thích ai con cứ kêu nha, con để cho con gái có thời gian nó lo tâm linh đó. Anh chàng cái mừng lắm nha, cho nên là chàng rể bèn bèn là ôm tiền, ôm tiền ôm ta ôm tiền tìm đến là danh kỹ Sirima đó. Cái cô này cũng đẹp lộng lẫy, Sirima này, đây cái chữ Sirima này dịch từ tiếng Việt mình nó cũng sang lắm, nó là lộc nữ, nó là lộc nữ, Sirima là lộc nữ, cái tên của cô đó là lộc nữ, là lộc nhi, nghe lộc nhi, cái tên là lộc nhi, gọi là Khánh Nhi, chữ Sirima là Khánh Nhi cũng sang lắm, Khánh Nhi đẹp, người đẹp nết, tên cũng đẹp, Khánh Nhi. Sirima là may mắn, phước lộc là Cát Tường nha, Khánh là chữ Khánh, từ Khánh Nhi, Tường Nhi. Rồi Tường Nhi đúng rồi, Khánh Nhi và Tường Nhi là tên quá sang, cũng đẹp lắm. Muốn qua đêm với cổ đó à, là công hầu canh tướng, phải mất một đêm là phải 1.000 vàng nếu qua đêm với cổ được một lần nha. Tại sao kịch tôi kể rõ như vậy là bởi vì cái chuyện đó nó rất là quan trọng đó. Thì cái cô này khi mà có được cái ông công tử mà kia thuê cổ, trời ơi cô về cổ chẳng không có chịu nổi, thì cô thấy ông kia chắc chán vợ rồi mới dám công khai mà đem mình về nhà. Đàn ông mà dám đem bồ về nhà có nghĩa là cái vị trí của bà vợ trong nhà rất là tệ, quý vị biết không, tệ lắm đó. Chứ đâu có đàn ông nào mà dám làm cái chuyện mà động trời này. Tôi độc thân mà tôi còn hình dung là tôi đã nổi da gà giùm rồi đó. Mà ông này cũng dám như vậy là lộng hành dữ lắm nha. Thì mà chính vì mình nàng Sirima nghĩ như vậy cho nên coi thường cái cô Uttara này ra mặt. Đến mức mà cổ ra tay cổ hành hung người ta luôn nha, cổ ra tay cổ hành hung luôn nha. Nhưng mà cái cô kia cổ trước sau như một, luôn luôn từ bi gọi là hết mình như có thể nha, cho nên với cái tấm lòng đó cổ đã từng dần dần cổ cảm hóa được Sirima. Trong khi kẻ hầu người hạ, kẻ ăn ở trong nhà thì luôn luôn đứng về phía cô chủ của ta ra. Bữa kia họ nói thẳng là họ nói cô biết cô là ai không, cô chỉ là một người con gái bị thuê về, được thuê về, trong khi bà chủ của chúng tôi là công dung ngôn hạnh như thế nào mà cổ cũng chán cái chuyện ái ân tình tình trường, cũng mới nhường chỗ cho cô, mà bây giờ cô không biết điều nó làm cho cô một mắt. Cuối cùng thì coi như là cổ dần dần có bị cảm hóa, được cảm hóa, cổ được cảm hóa và cổ trở thành Phật tử cúng dường như Đức Phật và chư tăng rất là đàng hoàng nha. Nhưng mà rồi nàng là sao ta, họ Đạm Thanh Tiên, Sirima vốn là họ Đạm Thanh Tiên, đang cái lúc mà gọi như là xôn xao ngoài ngõ thiếu gì gọi là kẻ thăm người viếng. Thì bởi nhiên gọi là một ngày kia đó thì nàng lăn ra nàng chết. Nàng lăn ra nàng chết mà nàng đẹp lắm, thì lúc có Đức Phật ngài mới gọi là nói với vua Đề Na. Nàng nhớ với nói vua Đề Na, được coi cái đây rồi rồi đúng. Ngài mới nói Vũ Đề Ná là bây giờ thông báo cho cả làng nè, thông báo cho cả thành phố, cái xác của nàng bây giờ bán đó, bán rẻ là 10 đồng vàng, có ai lấy không? Không ai mua hết, giảm xuống còn 8 đồng 7 6 5 4 3 2 1 đồng, không ai nhận hết. Thì lúc đó nó là mọi người mới sầm xì với nhau, họ nói ồ, mà vua kêu là cái xác để nguyên nghe, Đức Phật ghi dạy cho vua là để nguyên, đừng có chôn, mà để nguyên cái xác đó, là thông báo bán cái xác của nàng. Thì các vị tưởng tượng đẹp gì thì đẹp chứ bây giờ mà mua về làm cái gì, cho nên nó là từ cái số tiền cao giảm đến cuối cùng cho không cũng không ai dám lấy. Thì lúc đó mục đích của Đức Phật là ngài dạy cho chư tăng là Phật tử, thì nó thấy chưa, này các tỳ kheo, cái người danh cái cô danh kỹ này ngày xưa muốn qua đêm với nàng một tối thôi là 1.000 vàng, bây giờ cho không cái cả cái xác đó đem về là muốn giữ bao lâu cũng được, toàn quyền sử dụng mà không ai màng hết.
Đó, đúng rồi, đúng rồi. À, nửa chừng xuân thắt gãy cành thiên ương, đúng đúng rồi. Thì là coi như là cái xác càng lúc nó càng hôi sình chảy nước. Tôi ở đây tôi phải bảo mật nữa thêm, có rất là nhiều người trong room này nghe cái đó các vị sẽ không đồng ý, các vị nói tại sao Đức Thế Tôn là có quyết định như vậy. Tại đây tôi cũng nói luôn, đa phần dân cư ở trong cái thành phố Kosambi là Phật tử, và quý vị cứ đem ba cái chuyện văn hóa lịch sử gì ra đó thì nó ở đây nó không nhầm chỗ. Mà ở đây Đức Thế Tôn vì cái lòng đại bi, ngài muốn cho chư tử nhân cái dịp này có một cái bài học lớn về cái kiếp nhân sinh đó, cho nên đành phải mượn cái xác câu này làm một cái bài tập cho chư tăng và Phật tử. Thì cái xác càng lúc nó càng thúi đến mức mà vua phải tâu Đức Phật, là vua bập với Phật đó là xin xin đi giải quyết, chứ còn nó thúi quá thúi rồi đó. Thì lúc đó các vị có biết đó là chư tăng đi bát ngang nhìn thấy cũng ớn, mà Phật tử đi ngang ai nhìn cũng ớn, mà một cái xác một người danh kỹ như vậy rồi và cuối cùng nó kết thúc như vậy nha. Cho nên đó là bây giờ mình trở lại cái cô này của Uttara này nè, cổ an trú từ tâm đối với cái kẻ mà tình địch mà như vậy đó. Mà đối với phụ nữ tình địch nó có nghĩa là tử thù, à nó bằng cũng cỡ cái kẻ thù giết cha nó mới không. Nhưng mà vậy mà cổ an trú từ tâm mà cổ sống trong thiền thì thằng chồng không ra gì, à con nhỏ bồ của chồng không ra gì, mà với hai cái kẻ không ra gì đó mà nàng lại có thể bình tâm mà thiền định an trú trong đại bi, thì tôi hỏi là không có đáng tuyên dương nữa là gì nha. Ok, xin hẹn quý vị ngày mai mấy câu chuyện còn hay xuất sắc hơn câu chuyện bữa nay nữa. À, ngày mai là ngày thứ hai, rồi chúng tôi xin nghỉ ngày thứ ba, thứ tư và trở về ngày chủ nhật để tiếp tục. Vậy vậy mình còn được ngày mai, ngày mai mới hết hẳn. Ok, chúc các vị một ngày vui, một đêm an lành, nhiều mộng đẹp. Idam me nyatinam hotu sukhita hontu nyattayo. Idam me nyatinam hotu sukhita hontu nyattayo. Idam me nyatinam hotu sukhita hontu nyattayo. Idam me punyam asavakkhaya vaham hotu. Idam me punyam nibbanassa paccayo hotu. Mamam punyam pagam sabbasattanam dhimma. Sadhu, sadhu, sadhu.